Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 118. Tiêu Phàm chân mang thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh ban thưởng cửu tiêu đạp thiên hoa, cho dù không có thi triển thái huyền thần du bộ, tốc độ cũng cực nhanh vô cùng. Sông núi cùng đám mây cực tốc lui lại, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng hướng về U Vân phủ phương hướng bay đi. Nhìn xem dưới chân cửu tiêu đạp thiên hoa, Tiêu Phàm trong lòng cũng hơi hơi kinh dị. Không hổ là pháp bảo, tùy thiện thôi động, tốc độ liền có thể so với cổ thần cảnh đỉnh phong. Kinh dị thời điểm, Tiêu Phàm đen kịt trong con ngươi lại hiện ra lạnh lẽo quang mang, lạnh giọng nói, Lục gia quả nhiên ở trên cửu tiêu đạp thiên hoa làm tay chân, may mà ta trước đó lấy hai chân đại giới nhường Lục gia xóa đi này ấn ký, nếu không mà nói, hiện tại đoán chừng còn khó trốn Lục gia truy sát a. Tiêu Phàm trước đó mặc vào cửu tiêu đạp thiên hoa đào tẩu, vốn liền là muốn cho Lục gia xóa đi trên đó ấn ký, sau đó mang theo Chọc Thiên Hồng bỏ chạy. Chỉ là Tiêu Phàm đánh giá quá thấp cửu tiêu đạp thiên hoa bên trên cái kia ấn ký uy lực, cũng bởi vậy hại chết Chọc Thiên Hồng. Hắn cũng không nghĩ đến Chọc Thiên Hồng, lại là ở thời điểm then chốt hy sinh bản thân, cứu hắn mệnh. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong lòng tràn đầy tự trách, nếu như hắn trước đó sớm một chút chạy trốn, hoặc là sớm một chút nhường Chọc Thiên Hồng trốn vào tàn phá tiểu thiên địa bên trong, có lẽ Chọc Thiên Hồng liền không cần chết. Bất quá lại nói trở về, nếu như không phải Chọc Thiên Hồng hy sinh bản thân, hiện tại hắn Tiêu Phàm cũng chưa hẳn có thể sống sót. Dù sao, lấy hắn thực lực, muốn từ Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần trong tay đào tẩu, cơ hồ đều không phải khả năng. Lục gia, cho ta chờ lấy. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, thù này không báo. Cũng liền không phải hắn Tiêu Phàm. Phốc, đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch lên, hắn tâm thần vội vàng chìm vào thể nội, nhưng hắn kinh ngạc là, cái kia vô tận huyết sắc mệnh chọc chi khí bắt đầu tàn phá. Đồng thời, tiểu thiên địa cùng thần cung sụp đổ tốc độ bắt đầu tăng tốc, Tiêu Phàm cũng không lo lắng bản thân nguy hiểm, mà là lo lắng tiểu thiên địa bên trong cái kia vô số sinh linh. Tiêu Phàm ngừng thân hình. Trong bàn tay, từng đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong dãy núi, lại là mấy cái nhạc nhân tộc. Sau đó, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bắt đầu nhanh chóng bay múa lên, từng đạo thần văn lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, một thoáng thời gian, thần văn bao phủ chu vi hơn trăm dặm. Lên, Tiêu Phàm đánh ra mấy đạo thủ ấn, một tiếng quát nhẹ. Sau một khắc, nhường nhạc nhân tộc kinh ngạc sự tình phát sinh. Lại là nhìn thấy chu vi hơn trăm dặm dãy núi nhanh chóng thu nhỏ, không đến 10 cái hô hấp thời gian, dãy núi liền hóa thành một cái quang cầu xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Không gian bí cảnh, cầm đầu nhạc nhân tộc Nhạc Thạch hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn hoàn toàn bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Nhạc Thạch, các ngươi mang theo cái này không gian bí cảnh chạy tới đệ nhất thành. Tiêu Phàm tiện tay ném đi, quả cầu ánh sáng kia liền xuất vào Nhạc Thạch thể nội. Là, thiếu chủ, Nhạc Thạch gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ, Tiêu Phàm đột nhiên lại kêu lên, các người đi trước U Vân Phủ, ta sẽ nhường ảnh phong bọn họ liên hệ ngươi. Là, Nhạc Thạch cung kính hẳn là, mang theo cái kia không gian bí cảnh cùng hắn mấy cái tộc nhân rời đi. Nhìn qua Nhạc Thạch rời đi phương hướng, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, giải quyết tiểu thiên địa bên trong sự tình, hắn cũng thở dài một hơi, trầm ngâm nói. Bây giờ đệ nhất thành cũng không an toàn, nhất định phải nhường ảnh phong bọn họ lập tức rút lui. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm vội vàng lấy ra mấy mai truyền âm ngọc phù, đem từng đạo tin tức truyền tống đến ra ngoài. Lục gia người khẳng định sẽ truy sát hắn, hắn hiện tại nếu là đào tẩu, quay đầu Lục gia 89 phần 10 sẽ tìm đệ nhất thành phiền phức. Tiêu Phàm cũng không muốn đệ nhất thành người bởi vì bản thân mà chết, về phần Tu La Điện, Tiêu Phàm cũng không phải lo lắng. Dù sao, Tu La Điện vốn chính là ở trong bóng tối, đoán chừng đã sớm nhận được tin tức rút lui. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, thể nội ngẫu nhiên phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, tựa như tùy thời đều không chịu nổi một dạng. Phất tay, ở Tiêu Phàm trước người, lần nữa xuất hiện một bộ thủy tinh quan tài, cùng một đầu đen như mực tiểu long chính là cửu âm thần long không thể nghi ngờ. Tiểu Hắc. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền thả ngươi tự do. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nhìn xem trước mặt cửu âm thần long nói. Cửu âm thần long nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên,
suy nghĩ một chút nói, ngươi nói. Đem hắn đưa đến một cái địa phương an toàn, cũng thủ hộ hắn thời gian nửa năm, thẳng đến hắn tỉnh lại phía trước, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Bây giờ lại cũng chỉ nhốt tâm huyết vô tuyệt an nguy, nhiều nhất cũng liền thời gian nửa năm, huyết vô tuyệt liền có thể tỉnh lại, hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Tốt, cửu âm thần long nghĩ đều không nghĩ liền đáp ứng, hơn nữa không chút do dự chỉ thiên thể, tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt một dạng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, một đạo kiếm chỉ bắn ra, chui vào cửu âm thần long mi tâm. Ngươi đối ta làm cái gì? Cửu âm thần long tức khắc nổi trận lôi đình, vũ động tiểu long chảo, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liền sẽ không ngại, có thể nếu là ngươi tư lợi bội ước, nửa năm sau, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, cửu âm thần long phẫn nộ vô cùng. Nhưng hắn lại mười phần sợ hãi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không còn để ý tới cửu âm thần long, lách mình liền hướng lấy nơi xa lao đi, chỉ có một đạo thanh âm ở cửu âm thần long bên tai vang lên, người không muốn bị người nấu mà nói, tốt nhất nhanh một chút rời đi nơi này. Cửu âm thần long run một cái, nơi nào còn dám dừng lại, cuốn lên cái kia thủy tinh quan tài vật liệu liền như một làn khói trốn vào mặt đất, nháy mắt không thấy bóng dáng. Coi như Tiêu Phàm cùng cửu âm thần long biến mất không đến nửa chén trà nhỏ thời gian sau, một chiếc thần chu từ phía chân trời bay lượn mà tới, phi chu phía trên người không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Trần cùng Lục Kinh Long thúc cháu. Tiểu tử này dĩ nhiên trốn hướng U Vân Thiên Thành, chẳng lẽ coi là U Vân Thiên Thành còn có thể phù hộ hắn hay sao? Có Vô Trần người bắt hắn linh hồn khí tức, hắn là chạy không thoát. Lục Kinh Long cười lạnh nói. Truy. Lục Vô Trần chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, hắn hiện tại không nghĩ đừng, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Hắn thế nhưng là cổ thần cảnh trung kỳ A, lại bị Tiêu Phàm gây thương tích, thậm chí kém chút lưu lại, Lục Vô Trần là tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Phàm trưởng thành cơ hội. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn có thể là Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, như vậy thì càng thêm không có khả năng lưu hắn. Thần Chu cực tốc đuổi theo, mà lúc này... Phía dưới rừng rậm bên trong lại đi ra một đạo thân ảnh, ngắm nhìn Lục Vô Trần bọn họ rời đi phương hướng, sau đó đột nhiên vỡ vụn ra, cái này lại là một cái thần điêu. Mà giờ phút này, xa ở ngoài mấy ngàn dặm Tiêu Phàm, lại là cau mày, ngưng tiếng nói, bọn họ dựa vào linh hồn khí tức, vậy mà liền có thể chuẩn xác không sai nắm chắc ta phương hướng. Có vết xe trước, trên đường đi, Tiêu Phàm âm thầm lưu lại không ít thần điêu. Hắn một mực nghĩ không ra Lục người nhà tại sao có thể đuổi theo đến, hiện tại hắn xem như hiểu, hơn phân nửa là Lục Vô Trần nắm giữ phệ hồn nhất dạng năng lực. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm mở ra trong tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện mấy cái thần điêu, đưa tay vung lên, hắn liên tục đánh ra mấy đạo thủ ấn, mấy cái kia thần điêu nháy mắt biến thành Tiêu Phàm bộ dáng. Ngay sau đó, 6-7 cái thần điêu bỗng nhiên hướng về mặt khác mấy cái phương hướng bắn nhanh đi. Lần này, nhìn các ngươi làm sao truy, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhìn qua càng thêm trắng bạch. Thậm chí, hắn thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống, thể nội mệnh chọc chi khí cũng đã trải rộng mỗi một tấc kinh mạch và tế bào. Không được, nhất định phải tìm địa phương lập tức chữa thương mới được, nếu không không chờ bọn họ đuổi theo tới giết ta, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cắn răng nói. Vì để tránh cho bị Lục Kinh Long bọn họ tìm tới, Tiêu Phàm lại giữ vững được gần 2 ngày thời gian, trốn ra tốt mấy chục vạn dặm cự ly mới dừng lại. 2 ngày thời gian, đối với Tiêu Phàm tới nói, hoàn toàn là một loại giày vò, nếu như không phải hắn ý chí đầy đủ cường đại, đoán chừng cũng sớm đã ngã xuống. Tiêu Phàm thân thể thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, liền phi hành tốc độ đều chậm lại. Ở ngoài thân thể hắn, đã xuất hiện một chút lít nha lít nhít liệt phùng, máu tươi không ngừng thẩm thấu mà ra. Hô, Tiêu Phàm rốt cục đứng không vững, hướng về mặt đất rơi xuống, hắn vị trí địa phương, là một chỗ đỏ tươi nham tương hải, kinh khủng sóng lửa ở hư không bốc lên không thôi. Tiêu Phàm dốc hết toàn lực ổn định thân hình, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn thân thể cũng đã cơ hồ đến cực hạn. Phù phù một tiếng. Tiêu Phàm lọt vào nham tương hải bên trong, nham tương hải văng lên mấy trượng cao nham tương sóng nước, hướng về bên bờ đập mà đi, mặt biển càng là bốc lên từng mảnh hỏa diễm.
Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng triệt để ngất đi, mặc cho cái kia nham tương hải nuốt sống hắn thân thể. Tiêu Phàm nhục thân cực kỳ cường đại, cho dù hôn mê bất tỉnh, cái kia nham tương hải sóng cũng không làm gì được hắn, hắn hiện tại vấn đề duy nhất liền là bản thân thể nội vấn đề. Mệnh chọc chi khí điên cuồng cắn nuốt hắn sinh cơ, tăng tốc tiểu thiên địa cùng thần cung sụp đổ. Nếu là trước kia, tiểu thiên địa cùng thần cung hấp thu mệnh chọc chi khí lực lượng, biến hóa tăng tốc phát triển, lớn mạnh. Nhưng mà hiện tại, mệnh chọc chi khí lại là ở tăng tốc tiểu thiên địa cùng thần cung diệt vong. Tiêu Phàm nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân cuối cùng vẫn là sẽ chết ở trên mệnh chọc chi khí. Không biết qua bao lâu thời gian, Tiêu Phàm thể nội tiểu thiên địa cùng thần cung, cũng đã hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ trải rộng ở hắn thể nội. Những cái kia mảnh vỡ phía trên, còn quấn quanh lấy từng tia huyết sắc phụ khí, chính là mệnh chọc chi khí. Tiêu Phàm cũng đã không biết chìm vào nham tương hải nơi nào, chỉ có thể mặc cho nham tương hải trùng kích. Mà giờ phút này, nham tương hải chỗ sâu một ngọn núi đỉnh, một tòa rộng lớn to lớn cung điện bên trong, trung ương ngồi một cái trung niên nam tử, mặt lộ cuồng hỉ nhìn xem đại điện trung ương một cái hỏa hồng bào thanh niên. Ha ha, không hổ là ta hỏa linh tử nhi tử, kỳ nhi, ta liền biết rõ, người khẳng định có thể sống sót trở về. Cẩm bào nam tử trung niên cười to nói. Rất hiển nhiên, nơi này liền là U Vân Phủ trong đó một cái phụ thuộc thế lực hỏa linh tông vị trí, đại điện trung ương hỏa hồng bào thanh niên không phải kẻ khác, chính là Hỏa Kỳ. Không, nói cho đúng, không phải Hỏa Kỳ, mà là thần Hỏa Kỳ Lân, hắn chiếm cứ Hỏa Kỳ thân thể, về tới hỏa linh tông. Tông chủ, ta U Vân Phủ có thể đoạt được đệ nhất danh, thiếu chủ cũng có mấy phần công lao a. Xin còn phải như thiếu chủ a, ta hỏa linh tông quật khởi trong tầm mắt. Ở tông chủ cùng thiếu chủ dẫn đầu dưới, ta hỏa linh tông, chắc chắn tiến vào một cái thời đại huy hoàng. Đại điện bên trong, các đại trưởng lão đập mông ngựa thanh âm vang lên, U Vân Phủ chiếm lấy đệ nhất danh sự tình cũng đã truyền ra, có thể sống sót, đều là U Vân Phủ công thần. Chỉ là một phần này vinh dự, sẽ cho hỏa linh tông mang đến chỗ tốt cực lớn. Hỏa linh tử hài lòng gật gật đầu, làm phụ thân, người nào không nghĩ bản thân nhi tử bị người khích lệ đây. Các vị trưởng lão khách khí, Hỏa Kỳ ho nhẹ mấy tiếng, bưng bít lấy ngực, sắc mặt có chút khó coi nói. Kỳ nhi, ngươi như thế nào? Hỏa linh tử vội vàng quan tâm hỏi, hắn cũng không muốn bản thân duy nhất nhi tử xảy ra chuyện, đáng tiếc hỏa linh tử không biết là, hắn nhi tử Hỏa Kỳ đã chết. Ba ba, ta không sao, chỉ là đang vòng thứ hai đại tái bên trong kém chút thương tổn tới căn cơ mà thôi. Hỏa Kỳ lắc lắc đầu. Làm bị thương căn cơ. Hỏa linh tử cùng các vị trưởng lão vội vàng biến sắc, trong đó một cái trưởng lão vội vàng nói, thiếu chủ thay ta hỏa linh tông làm vẻ vang, theo ta thấy, hẳn là nhường thiếu chủ tiến về hỏa linh động chữa thương, để tránh ảnh hưởng căn cơ. Mấy vị khác trưởng lão hơi hơi do dự, người nào cũng không có mở miệng, mà hỏa linh tử nhìn thấy những cái này trưởng lão không có lập tức đồng ý, lại là nhíu mày. Ba ba, các vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể đột phá cổ thần cảnh. Đến lúc đó đi vào, liền sẽ không phá hư quy củ. Hỏa Kỳ vội vàng nói ra lời này thời khắc, lại ho ra một ngụm máu. Hừ, hỏa linh tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là tức giận. Thiếu chủ chính là ta hỏa linh tông tương lai hy vọng, coi như hiện tại tiến vào hỏa linh động cũng không có gì, vẫn là tận lực khôi phục thương thế, để tránh đả thương căn cơ. Trong đó một cái hôi bào trưởng lão vội vàng mở miệng nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đề nghị không sai, ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý, mặt khác mấy cái trưởng lão vội vàng gật đầu, Hỏa Kỳ có thể từ thiên thần bảng tranh đoạt tái sống sót, liền đại biểu hắn thực lực, hơn nữa hắn hay là U Vân ngũ tử, hiện tại không làm hắn vui lòng, về sau nếu như bị hắn nhớ thương, vậy bọn hắn ở Hỏa Linh Tông thời gian khả năng liền khó qua. Nhìn thấy một đám trưởng lão đồng ý, Hỏa Linh tử trên mặt cũng rốt cục lộ ra hài lòng tiếu dung. Hắn nhi tử làm hỏa linh tông bỏ ra nhiều như vậy, nếu như ngay cả tiến vào hỏa linh động tu luyện đều muốn bị ngăn trở, hắn không phát huy mới là lạ chứ. Đa tạ các vị trưởng lão thành toàn, Hỏa Kỳ hướng về phía các vị trưởng lão hơi hơi thi lễ. Các vị trưởng lão vội vàng hoàn lễ, chỉ là bọn họ kinh ngạc là, trước kia luôn luôn ngang ngược càn rỡ Hỏa Kỳ, lúc nào biến như thế ôn tồn lễ độ. Đương nhiên, đám người cũng không có quá mức quan tâm.
coi là Hỏa Kỳ đã trải qua thiên thần bảng tranh đoạt tái trưởng thành rất nhiều, dù sao tình huống như vậy cũng là thường xuyên phát sinh. Ba ba, cái kia hài nhi liền tiến về Hỏa Linh Động tu luyện, mau chóng đột phá cổ thần cảnh, lớn mạnh ta Hỏa Linh Tông. Hỏa Kỳ trong lòng kích động dị thường, hận không thể lập tức liền tiến vào Hỏa Linh Động tu luyện, chỉ là biểu hiện mặt mũi còn duy trì bình tĩnh. Tắm rửa ba ngày, vì phụ thân tự mang ngươi đi vào. Hỏa Linh Tử nghĩ nghĩ, thần sắc nghiêm nghị nói. Hỏa Kỳ hơi có chút thất lạc, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, dù sao ba ngày thời gian, đối với hắn tới nói không hề dài, chỉ cần có thể tiến vào Hỏa Linh Động, vậy liền đầy đủ. Hỏa Kỳ không biết là, giờ phút này Hỏa Linh Tông tu luyện thánh địa, Hỏa Linh Động bên trong nhiều một vị khách không mời mà đến. Nơi này là chỗ nào? Một đạo suy yếu thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái thanh niên chậm rãi mở ra hai mắt, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Thanh niên vị trí địa phương, là một chỗ tử kim sắc nham tương hải, cực nóng nhiệt độ thiêu đốt lấy hắn, trên người quần áo sớm đã hóa thành cho tàn. Thanh niên không phải Tiêu Phàm, chính là lọt vào nham tương hải bên trong Tiêu Phàm, theo lấy dòng nham thạch đến nơi đây. Giờ phút này, tại hắn quanh thân lượn lờ từng tia kim sắc hỏa diễm, hiển nhiên là vô tận chi hỏa tự chủ hộ thể, nếu không lấy nơi này nham tương nhiệt độ, cho dù Tiêu Phàm cũng không chịu nổi. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, hắn hoàn mỹ quan tâm cảnh vật chung quanh, tâm thần nháy mắt chìm vào thể nội, trên mặt lộ ra chán trường, cười khổ lẩm bẩm, kinh mạch phá toái, tiểu thiên địa cùng thần cung toàn bộ đổ nát, may mà ta đem tiểu thiên địa bên trong sinh linh toàn bộ đều giao cho nhạc thạch bọn họ mang đi. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương, hiện tại hắn, nếu là đổi lại một người khác, thế nhưng là hoàn toàn tương đương với phế đi a. Bất quá Tiêu Phàm tình huống xác thực hết sức đặc thù, cho dù tiểu thiên địa cùng thần cung vỡ nát, hắn cũng có thể điều động tự thân lực lượng, thậm chí ngay cả linh hồn bản thể cùng thí thần đều không việc gì, chỉ là giấu ở một mảnh bóng đêm vô tận bên trong. Nguyên bản ta coi là thôn phệ tất cả mệnh chọc chi khí, liền có thể dùng mắt trái lực lượng cứu trở về chọc thiên hồng, là ta nghĩ nhiều lắm. Tiêu Phàm đắng chát lắc lắc đầu, trong mắt sát khí nặng nề. Lập tức lại thật sâu hít khẩu khí, nói, mệnh chọc chi khí mặc dù có thể gia tốc tiểu thiên địa trưởng thành, liền là khi tiểu thiên địa sụp đổ sau đó, nhưng cũng có thể gia tốc tiểu thiên địa hủy diệt. Hiện tại ta, nếu như tề tự bốn loại huyền hoàng chi khí, có hay không còn có thể đột phá cổ thần cảnh đây? Thôi, vẫn là trước khôi phục thương thế a. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền vận chuyển vô tận chiến điển chuẩn bị khôi phục thương thế, nhưng mà cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm nháy mắt như bị điện giật. Đây là, Tiêu Phàm cảm nhận được thể nội biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, lập tức hắn hung hăng bóp bản thân một thanh, chứng minh bản thân không phải đang nằm mơ. Nhưng Tiêu Phàm vô cùng chấn kinh là, hắn tàn phá kinh mạch vậy mà ở chậm rãi phục hồi như cũ, mà cái kia vỡ nát tiểu thiên địa cùng thần cung, lại là hóa thành vô số sương mù bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết đây là tình huống gì, tiểu thiên địa cùng thần cung. Một cái là ở đan điền vị trí, một cái là để ý biết không gian vị trí, cái này hai loại đồ vật làm sao có thể dung hợp đây. Có thể hiện tại Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu thiên địa cùng thần cung đang dung hợp, hai loại lực lượng tựa như vốn chính là thuộc về một thể. Chẳng lẽ đây chính là thanh minh trong miệng âm dương tương dung? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, kém chút kêu đi ra. Hắn nhớ kỹ thanh minh đã từng nói qua, tiểu thiên địa thuần dương. Thần cung thuần âm, nếu như chỉ có tiểu thiên địa, hoặc là chỉ có thần cung, tương đương với âm dương không đủ, không có khả năng đột phá cổ thần cảnh. Nhưng là, nếu là đồng thời tu luyện ra tiểu thiên địa cùng thần cung mà nói, liền có thể âm dương bổ sung, đột phá cổ thần cảnh. Hiện tại loại tình huống này, không phải liền là âm dương bổ sung sao? Chờ, Tiêu Phàm đột nhiên tựa như lại nhớ tới cái gì, sắc mặt khó coi nói, nếu như thanh minh nói là đúng. Vậy ta nếu thật âm dương bổ sung, đột phá đến cổ thần cảnh, chẳng phải là sẽ thiên lôi đánh xuống. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm bỗng nhiên một cái cơ linh, đồng thời nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung người, thế nhưng là thiên đố chi nhân a. Liền thượng thiên đều ghen ghét, muốn tiêu diệt hắn, một khi hắn đột phá cổ thần cảnh, lão thiên gia là sẽ không thủ hạ lưu tình. Cơ hội duy nhất chính là, có thể gom góp bốn loại huyền hoàng chi khí. Hắn hiện tại cũng chỉ là tìm được hai loại mà thôi, trong thời gian ngắn muốn gom góp bốn loại huyền hoàng chi khí hiển nhiên là không thể nào.
chẳng lẽ bản thân còn muốn ngăn cản tiểu thiên địa cùng thần cung âm dương dung hợp? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, cơ hội mất đi là không trở lại, cái này đạo lý hắn rất rõ ràng, hiện tại tiểu thiên địa cùng thần cung tự động dung hợp, một phần vạn qua một lúc liền không được đây. Cơ hội tốt như vậy, hắn Tiêu Phàm là không thể nào bỏ lỡ. Không phải liền là thiên lôi đánh xuống a, lấy ta hiện tại thực lực, ngạnh kháng vẫn có một tia cơ hội. Tiêu Phàm cắn răng nói. Chỉ cần có thể đột phá cổ thần cảnh, cho dù liều mạng hắn cũng sẽ không do dự, đối mặt lục gia tu sĩ, hắn Tiêu Phàm nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng, đến mức hy sinh Chọc Thiên Hồng tính mệnh. Lần này là Chọc Thiên Hồng, lần tiếp theo là ai? Tiêu Phàm cũng không muốn bên cạnh mình người một cái rời đi, hắn muốn trở nên mạnh hơn, đột phá cổ thần cảnh. Nếu như trước đó hắn là cổ thần cảnh tu vi, đối mặt lục vô trần lại có sợ gì? Chí ít mang theo Chọc Thiên Hồng đi đầu thoát đi vẫn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến Chọc Thiên Hồng chết, Tiêu Phàm con ngươi lại biến đỏ bừng, hắn hiện tại chỉ muốn mạnh lên, vì Chọc Thiên Hồng báo thù. Chết thì chết a, Tiêu Phàm nhắm hai mắt, nhanh chóng vận chuyển vô tận chiến điển, xúc tiến tiểu thiên địa cùng thần cung dung hợp, hắn cũng không nghĩ đến, tiểu thiên địa cùng thần cung phá toái, đối với hắn tới nói lại còn là một trận tạo hóa. Bằng không hắn còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế nhường tiểu thiên địa cùng thần cung dung hợp đây, đoán chừng còn phải tốn hắn thời gian rất lâu. Cũng liền ở Tiêu Phàm nhập định thời khắc, hắn chưa từng phát hiện là, bốn phía nham tương hải bên trong, có một loại cực kỳ bá đạo năng lượng từ nham tương hải chỗ sâu thẩm thấu mà tới, toàn bộ đều tràn vào hắn thể nội. Đồng thời, Tiêu Phàm quanh thân vô tận chi hỏa cũng biến càng thêm nóng rực lên, không biết là vui vẻ, hay là kinh ngạc. Theo lấy loại này lực lượng tràn vào, Tiêu Phàm tàn phá kinh mạch cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, tiểu thiên địa cùng thần cung, càng là nhanh chóng hòa làm một thể. Ở Tiêu Phàm thể nội một cái nào đó phiến kỳ lạ không gian bên trong, tạo thành một cỗ kinh khủng hư vô phong bạo, hư vô phong bạo nhìn qua giống như hình cầu đồng dạng, chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán. Cái kia phá toái tiểu thiên địa cùng thần cung, cũng bắt đầu quang hóa lên. Cực tốc dung nhập cái kia phong bạo vòng xoáy bên trong. Cái này quá trình nhìn như rất nhanh, kỳ thật rất chậm, Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm cái kia phong bạo vòng xoáy, trên trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Nhất định muốn thành công, Tiêu Phàm trong lòng cầu nguyện, không dám có mảy may buông lỏng. Hắn giờ phút này thi triển lần này tâm nhị dụng năng lực, một bên quan sát đến tiểu thiên địa cùng thần cung dung hợp, một bên chú ý đến bên ngoài động tĩnh. Hắn thế nhưng là nghe Thanh Minh nói qua, thiên đấu chi nhân đột phá cổ thần cảnh, 8-9 phần 10 là sẽ hạ xuống thần lôi kiếp. Nhưng mà, Tiêu Phàm chờ đợi hồi lâu, vẫn như cũ không có thần lôi kiếp xuất hiện, hắn trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ bản thân hiện tại không phải đột phá cổ thần cảnh dấu hiệu? Nhưng ta thể nội lực lượng rõ ràng đang tăng cường a. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu nổi, thiên đấu chi nhân đột phá cổ thần cảnh phương pháp. Còn phải nhìn chính hắn đi thăm dò, kẻ khác không có khả năng giúp lấy được hắn. Nghĩ đến cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh đều chưa hẳn có thể chịu được thần lôi kiếp, Tiêu Phàm trong lòng cũng khó tránh khỏi khẩn trương không thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. À, đó là thứ gì? Đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói, hắn tâm thần nháy mắt rơi vào vài tơ nhện phía trên. Chỉ thấy hắn thể nội. Tràn ngập ra bốn đạo sợi tơ, vờn quanh ở cái kia phong bạo vòng xoáy phía trên, tựa như đem toàn bộ phong bạo vòng xoáy cuốn lấy một dạng. Tiêu Phàm tinh tế cảm ứng, nháy mắt phát hiện cái kia bốn đạo sợi tơ là vật gì, chính là bởi vì như thế, hắn trong lòng càng ngày càng khó có thể bình tĩnh. Màu xám là hư vô chi khí, màu xám trắng là huyền hoàng chi khí. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm, bờ môi hơi hơi run rẩy, cái kia huyết sắc sợi tơ. Lại là mệnh chọc chi khí. Nói đến mệnh chọc chi khí, Tiêu Phàm trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, hắn nhớ kỹ Thanh Minh nói qua, có một loại không biết huyền hoàng chi khí, gọi ngũ cái gì. Trước đó Tiêu Phàm không biết cái kia huyền hoàng chi khí danh tự, nhưng hắn hiện tại biết, đó là ngũ chọc chi khí. Mệnh chọc chi khí chính là ngũ chọc chi khí một loại, tự nhiên cũng thuộc về Thanh Minh trong miệng ngũ chọc chi khí. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Loại kia không biết huyền hoàng chi khí, dĩ nhiên một mực liền ở bên cạnh mình, Chọc Thiên Hồng tùy thời đều có thể cung cấp cho hắn. Nhưng mà hiện tại, Chọc Thiên Hồng lại là đã chết,
trước khi chết còn đưa bản thân một phần lớn như thế tạo hóa. Cái kia tử sắc sợi tơ, hẳn là liền là loại thứ tư huyền hoàng chi khí, chí tôn chi khí đi. Tiêu Phàm ung dung thở dài nói. Hắn hồi tưởng bản thân rơi vào nham tương hải lúc nơi xa cảnh sắc, cũng đã nhớ tới cái gì, hắn hiện tại vị trí địa phương, chính là U Vân phủ cấp dưới thế lực một trong Hỏa Linh Tông. Lần trước hủy diệt Lâm gia thời điểm, hắn từ Hỏa Vân tử trong miệng chiếm được một bí mật, Hỏa Linh Tông nắm giữ trong truyền thuyết chí tôn phần thiên viêm, chính là đệ nhất thần hỏa. Chí tôn phần thiên viêm có thể trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất thần hỏa, tự nhiên chí tôn quý khí, chính là tuyệt thế vật hiếm thấy. Hắn phát ra hỏa diễm khí tức, cũng liền phù hợp chí tôn chi khí đặc tính, cho nên Tiêu Phàm tương đương với hiện tại tụ tập bốn loại huyền hoàng chi khí. Nói cách khác, dù là hắn hiện tại đột phá cổ thần cảnh, có cái này bốn loại huyền hoàng chi khí ở, Tiêu Phàm sẽ không dẫn tới thần lôi kiếp. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một cỗ cuồng nhiệt, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, dạng này chuyện tốt dĩ nhiên rơi vào trên người hắn. Hắn xảo mà xảo rơi xuống Hỏa Linh Tông nham tương hải, hơn nữa còn bị nham tương xông vào lòng đất chỗ sâu. Hơn nữa, càng thêm trùng hợp là, Hỏa Linh Tông thật nắm giữ chí tôn phần thiên viêm, cái này chí tôn chi khí chính là tốt nhất chứng minh. Chẳng lẽ là trời không dứt ta Tiêu Phàm? Tiêu Phàm thầm suy nghĩ. Sau đó hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên hồi tưởng lên Chọc Thiên Hồng trước khi chết một khắc kia lưu cho hắn lời nói, có lẽ, Chọc Thiên Hồng ở tử vong một khắc kia, trong cõi u minh bắt được cái gì? Chọc Thiên Hồng, người yên tâm, người thù, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần cho người báo. Tiêu Phàm cắn răng nói, sau đó bắt đầu điên cuồng vận chuyển vô tận chiến điển. Bây giờ bốn loại huyền hoàng chi khí cũng đã tề tựu, hiện tại không đột phá cổ thần cảnh, chờ đến khi nào? Tiêu Phàm bàn ngồi ở trên nham tương mặt biển, vô tận chiến điển đệ tam trọng cực tốc vận chuyển, trang thứ ba chán phóng vô lượng kim quang. Kim quang thấu thể mà ra, nham tương mặt biển đều hiện ra từng sợi kim sắc gợn sóng. Hắn thể nội, bốn loại huyền hoàng chi khí rèn luyện hắn nhục thân, nguyên bản tàn phá kinh mạch, vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền khôi phục hoàn toàn, bây giờ biến cứng cáp hơn. Đồng thời, Tiêu Phàm nhục thân cường độ, cũng dường như đạt đến một cái nào đó cực hạn, bắt đầu phát sinh chất thuế biến. Tiêu Phàm bên ngoài thân, từng tầng vỏ khô chậm rãi chóc ra. Lộ ra cái kia non nớt da thịt, hiện ra trắng nõn quang trạch. Vô tận chi hỏa không ngừng phun trào, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, tựa như là vì rút ra mới nham tương hải bên trong một loại nào đó kỳ lạ lực lượng một dạng. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại không có quan tâm tất cả những thứ này, hắn chỉ muốn đột phá cổ thần cảnh. Mấy canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ, tại sao tề tựu bốn loại huyền hoàng chi khí đột phá cổ thần cảnh. Có thể không cần kinh lịch thần lôi kiếp. Bởi vì bốn loại huyền hoàng chi khí dung hợp, đem cái kia phong bạo vòng xoáy bao phủ ở bên trong, cắt đứt phong bạo vòng xoáy cùng liên lạc với bên ngoài. Đây chính là đột phá cổ thần cảnh đặc biệt có người thể bí cảnh sao? Tiêu Phàm tâm thần rơi vào cái kia phong bạo vòng xoáy phía trên, trong lòng ngâm khẽ nói. Tiểu thiên địa cùng thần cung tồn tại, chính là mở ra nhân thể bí cảnh cản trở. Hiện tại tiểu thiên địa cùng thần cung phá toái, đối với Tiêu Phàm tới nói, là một cái cơ hội. Hắn trong lòng tràn đầy chờ mong, chính mình nhân thể bí cảnh, lại sẽ nắm giữ như thế nào thần thông đây. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm vội vàng nhắm lại hai mắt, tâm thần chìm vào cái kia phong bạo vòng xoáy bên trong. Hắn kinh dị phát hiện, ở cái kia phong bạo vòng xoáy bên trong, dĩ nhiên có một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc thạch đầu, mang theo một tia nghi hoặc. Tiêu Phàm tâm thần rơi vào cái kia huyết sắc thạch đầu phía trên. Công tử, đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên, ngay sau đó, một đạo mơ hồ thanh âm từ huyết sắc thạch đầu phía trên xông ra. Tiêu Phàm kinh ngạc sau khi, nhiều hơn là kích động, kêu lên, Chọc Thiên Hồng, người không chết. Hiển nhiên, hư ảnh kia chính là chết đi Chọc Thiên Hồng, mai này huyết sắc thạch đầu, cũng là Chọc Thiên Hồng trước khi chết đưa cho Tiêu Phàm lễ vật. Công tử, ta đã chết. Chọc Thiên Hồng đắng chát lắc lắc đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra tự trách, hắn cười nói, công tử không cần tự trách, nếu như không có công tử, ta khả năng cũng sớm đã chết. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Chọc Thiên Hồng mà nói mặc dù nói không sai, nhưng nếu như không có hắn Tiêu Phàm lời nói, Chọc Thiên Hồng cũng có thể sống càng tốt. Thật lâu,
Tiêu Phàm lúc này mới nói, ngươi mệnh cách vẫn còn, luôn có một ngày, ta định có thể thay ngươi tái tạo nhục thân. Vô dụng, ta mệnh cách không chỉ là phá toái, mà là tan hết khí số, ai cũng cứu không được ta. Chọc Thiên Hồng 10 phần nghiêm túc nói ra. Khí số, Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, quyết định một cái nhân sinh chết không được hẳn là mệnh cách a, lại cùng cái gọi là khí số có cái gì quan hệ. Chọc Thiên Hồng không có để ý tới Tiêu Phàm vấn đề này, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói ra, công tử, ta thời gian cũng đã không nhiều lắm, ta biết rõ ngươi khẳng định có thể đột phá cổ thần cảnh, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi lĩnh ngộ một loại thần thông, cũng xem như ta là công tử làm cuối cùng một kiện sự tình. Tiêu Phàm nghe vậy, thật sâu hít khẩu khí, hắn biết rõ, Chọc Thiên Hồng lúc trước làm ra cái kia quyết định, hiển nhiên là cũng đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Chọc Thiên Hồng đến chết đều là hắn suy nghĩ, còn muốn tiễn hắn một phần tạo hóa. Công tử, thế hệ chúng ta tu sĩ, chết sống có số, hà tất chú ý. Chọc Thiên Hồng tiêu sái cười một tiếng, trước kia hắn sợ chết, nhưng chân chính chỉ còn lại một sợi tàn niệm sau đó, Chọc Thiên Hồng lại cái gì còn không sợ. Trước khi chết một khắc kia, Chọc Thiên Hồng cũng đã minh bạch tất cả mọi thứ, người sống một đời, tử vong cũng không phải đáng sợ nhất. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cùng với Chọc Thiên Hồng ở giữa chưa nói tới người nào thiếu người nào, nhưng Chọc Thiên Hồng phần nhân tình này, Tiêu Phàm vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Bắt đầu đi, Chọc Thiên Hồng cười nhạt một tiếng, hư ảnh kia đột nhiên biến thành một đầu to lớn chọc mệnh thiên vĩ, tám đầu ngập trời cái đuôi lớn ở không trung chập chờn. Một thoáng thời gian, cái viên kia huyết sắc thạch đầu, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Tiêu Phàm không dám lãng phí thời gian, hắn bàn ngồi ở dưới chọc mệnh thiên vĩ, rất nhanh liền tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Đột phá cổ thần cảnh, sẽ mở ra nhân thể bí cảnh, đồng thời, cũng sẽ thức tỉnh chân chính tiên thiên thần thông. Hiện tại Tiêu Phàm có Chọc Thiên Hồng hỗ trợ lĩnh ngộ thần thông, tự nhiên là làm ít công to, chỉ là Tiêu Phàm không biết là... Chọc Thiên Hồng muốn trợ giúp bản thân lĩnh ngộ cái gì thần thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia huyết sắc thạch đầu rất nhanh từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành một nửa không đến, Tiêu Phàm ý niệm vẫn như cũ bàn ngồi ở đó, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn ý niệm quanh thân, còn lượn lờ từng tia như ẩn như hiện huyết sắc quang mang, quả thực là 10 phần quỷ dị. Nhất định muốn thành công, Chọc Thiên Hồng tàn niệm nhìn xem Tiêu Phàm run rẩy thân thể. Chậm chạp nói, trong giọng nói tràn đầy chờ mong ý. Hắn tàn niệm nếu như không có cái kia huyết sắc thạch đầu cung cấp năng lượng, đoán chừng đã sớm biến mất. Hiện tại hắn hóa thành bản thể, chỉ vì thay Tiêu Phàm sáng tạo một cái lĩnh ngộ thần thông hoàn cảnh mà thôi, phần tình nghĩa này, xác thực không phải bình thường lớn. Tiêu Phàm không biết là, Chọc Thiên Hồng nếu như không có làm như thế, tương lai có lẽ còn có sống sót cơ hội. Nhưng là việc này qua đi, hắn lại là không sinh tồn khả năng. Huyết sắc thạch đầu chậm rãi tiêu tán, rất nhanh liền chỉ còn lại ánh mắt lớn nhỏ, huyết sắc phụ khí càng ngày càng suy yếu, tựa như tùy thời đều muốn biến mất một dạng. Chẳng lẽ thất bại sao? Chọc Thiên Hồng khổ sở nói, sau đó thường thường thở dài một hơi, có lẽ, đây chính là thiên mệnh làm khó a. Ken két, một tiếng vang giòn truyền ra, cái viên kia huyết sắc thạch đầu rốt cục vỡ ra. Tiêu tán ra cuối cùng năng lượng cung cấp cho Chọc Thiên Hồng tàn niệm. Chọc Thiên Hồng tàn niệm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, cho Tiêu Phàm tranh thủ thêm một hơi là một hơi. Như thế lại qua nửa ngày thời gian, huyết sắc thạch đầu cũng đã chỉ còn lại không đến củ lạc lớn nhỏ, Chọc Thiên Hồng tàn niệm cũng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Công tử bảo trọng, nguyện ngươi thọ cùng thiên tề. Chọc Thiên Hồng ngửa mặt lên trời thở dài, lưu lại một câu hống liền tiêu tán ra. Cuối cùng một tia xương máu, hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm ý niệm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, như kiếm như điện, lộ ra một cỗ đáng sợ phong mang. Chọc Thiên Hồng, ta không để ngươi thất vọng, về sau cũng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoại giới, Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó nâng lên bàn tay. Hắn đầu ngón tay chán phóng từng đạo hình trăng lưỡi liềm huyết sắc chớp lóe, lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng. Không có ngươi, ta có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng lĩnh ngộ một thức này thần thông a. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thu hồi bàn tay, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua. Lập tức hắn thu liếm khí tức, tâm thần lần nữa đắm chìm trong cái kia hư vô phong bạo phía trên,
hắn lại là kinh dị phát hiện, bản thân thể nội bốn loại huyền hoàng chi khí, đã bị rút không sai biệt lắm, toàn bộ thân thể lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Còn kém một chút xíu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe qua một tia chờ mong. Nửa canh giờ sau, Tiêu Phàm thể nội tất cả huyền hoàng chi khí lúc này mới bị rút ra không còn một mảnh, cũng liền ở trong nháy mắt này, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo thần lực ba động. Oanh, giống như hồng thủy như vỡ đê thanh âm vang lên, lại như man thú thức tỉnh giận oanh, đáng sợ đến cực điểm, Tiêu Phàm quanh thân phồng lên lấy vô cùng đáng sợ lực lượng. Nham tương hải đều bị cỗ kia khí lãng cho vén lên. Cuối cùng thành công, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra không hiểu kích động, những ngày qua đến nay, hắn vẫn muốn đột phá cổ thần cảnh, hiện tại cuối cùng thành công sao? Tiêu Phàm tâm thần vội vàng chìm vào thể nội, cuồn cuộn thần lực sôi trào, cọ rửa toàn thân kinh mạch, khó có thể tưởng tượng đau đớn quanh quẩn trong lòng. Loại này cảm giác, nhưng Tiêu Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết rõ. Đây là đột phá đại cảnh giới lúc mới có thể có cảm giác, kinh mạch khuếch trương sinh ra xé rách cảm giác. Bất quá, Tiêu Phàm tâm thần lại không có dừng lại ở nơi này, mà là liếc nhìn mỗi một tấc kinh mạch vị trí. Nhân thể bí cảnh đây, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, tìm nửa ngày, hắn căn bản không có tìm tới cái gọi là nhân thể bí cảnh, thân thể cùng trước cấu tạo, căn bản không có bất luận cái gì khác biệt. Không phải nói đột phá cổ thần cảnh sau đó. Liền sẽ mở ra nhân thể bí cảnh sao? Vậy ta nhân thể bí cảnh đây? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nếu như không thể mở ra nhân thể bí cảnh, đây cũng là nói rõ, hắn căn bản không có đột phá cổ thần cảnh. Không, không có khả năng, Thanh Minh không nên gạt ta, có lẽ, thân thể ta cùng người khác khác biệt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thụ được tự thân thực lực. Mặc dù không biết bây giờ là cái gì cảnh giới, nhưng hắn biết rõ, bản thân thực lực tuyệt đối cũng đã phát sinh chất bay vọt, cùng trước thiên thần cảnh đỉnh phong so sánh, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, một quyền liền có thể oanh bạo bình thường cổ thần cảnh trung kỳ, cổ thần cảnh hậu kỳ cũng có thể chính diện giao phong, cho dù lại gặp gỡ phổ thông cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng dám một trận chiến. Chỉ riêng thực lực mà nói. Có thể dùng tăng vọt hai chữ để hình dung, duy nhất khả năng liền là cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh tiền kỳ, thậm chí cổ thần cảnh trung kỳ. Chỉ là hắn đối cổ thần cảnh cảnh giới không có một cái rõ ràng nhận biết, cho nên không biết bản thân đại khái đi tới một bước nào. Từ thần lực ba động phán đoán mà nói, ta cảnh giới hẳn là xem như cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng cự ly cổ thần cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn chỉ có thể từ kinh nghiệm để phán đoán bản thân hiện tại đại khái cảnh giới, trong lòng hơi có chút thất vọng, bản thân tích lũy thời gian dài như vậy, không nên hậu tích bạc phát, nhất cử đột phá cổ thần cảnh trung kỳ sao. Bất quá hắn cũng biết rõ, đột phá thiên thần cảnh sau đó, muốn liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, cơ hồ là không thể nào sự tình, huống chi là ở cổ thần cảnh đây. Hơn nữa, hắn mặc dù chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng ở cổ thần cảnh đỉnh phong trước mặt cũng có tự vệ thủ đoạn, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để nói rõ hắn biến thái. Tiêu Phàm cũng không có vì vậy mà đắc chí, hắn thế nhưng là rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực, nếu là đối mặt cổ thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả, hắn cũng tất nhiên không địch lại. Nếu là đụng tới phong hầu cấp bậc nhân vật, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí liền đào mệnh cơ hội đều chưa hẳn có. Thu liễm tâm thần. Tiêu Phàm lực chú ý cuối cùng rơi vào thân thể một cái nào đó chỗ đặc thù không gian bên trong một cái hắc sắc vòng xoáy phía trên. Hắc sắc vòng xoáy chính là dung hợp phá toái tiểu thiên địa cùng thần cung ngưng tụ mà thành hư vô phong bạo, phía trên lượn lờ bốn loại huyền hoàng chi khí, chỉ bất quá cái này bốn loại huyền hoàng chi khí đã cùng hắc sắc vòng xoáy hòa thành một thể. Xa xa nhìn lại, hắc sắc vòng xoáy liền tựa như một mảnh tinh tế hắc động, thôn phệ tất cả, liền quang mang đều đào thoát không được đi. Kẻ khác căn bản không cách nào chú ý tới. Bất quá, Tiêu Phàm lại là có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng cái kia màu đen vòng xoáy ở giữa liên hệ, loại này cảm giác cực kỳ huyền diệu. Thật lâu, ngắm nhìn cái kia màu đen vòng xoáy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra cổ quái, trước kia ta đan điền bị tiểu thiên địa cùng thần cung thay thế, hiện tại có thể hay không, ta nhân thể bí cảnh cũng bị cái này hắc sắc vòng xoáy thay thế đây. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động. Bỗng nhiên, cái kia màu đen vòng xoáy phát ra ầm ầm thanh âm,
một loại quỷ dị lực lượng nháy mắt tràn ngập Tiêu Phàm thể nội, trên người hắn khí thế nháy mắt bạo tăng. Hô hô hô, sau một khắc, Tiêu Phàm chung quanh hư không cuồng phong gào thét, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhưng hắn hít vào ngụm khí lạnh là, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện mấy chục trên trăm hắc sắc vòng xoáy. Hơn nữa, mỗi một cái hắc sắc vòng xoáy, liền tương đối với hắn thần thông ngự uy lực. 100 cái kia chẳng phải là tương đương với 100 cái bản thân đồng thời thi triển thần thông ngự. Nói cách khác, bản thân hiện tại thực lực, tương đương với ở thiên thần cảnh đỉnh phong lúc thi triển thần thông ngự 100 cái bản thân. Tê Tiêu Phàm không nhịn được hít một hơi lạnh, cái này thực lực, thật đúng là không phải bình thường biến thái a. Kinh ngạc sau khi, hắn tâm thần lần nữa đắm chìm trong cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, trên mặt trán trường cũng nháy mắt tan thành mây khói. Đi hắn nãi nãi nhân thể bí cảnh, lão tử coi như không có nhân thể bí cảnh lại như thế nào. Chỉ cần cái này hắc sắc vòng xoáy tồn tại, bản thân có thể so sánh những cái kia nắm giữ nhân thể bí cảnh cổ thần cảnh muốn mạnh nhiều lắm, chỉ là thi triển thần thông ngự, đã đủ kẻ khác uống một bầu. Lập tức Tiêu Phàm lại thử nhiều lần, phát hiện chỉ có thần thông ngự uy lực gia tăng tương đối biến thái, giống vô tận động thiên, cùng mấy đại đồng thuật uy lực, lại chỉ là bình thường tăng cường. Đương nhiên, đối với hắn tới nói, cho dù là bình thường tăng cường, hắn thực lực cũng không phải những người khác có thể so sánh. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, đối với bản thân loại này đặc thù tình huống, hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ khi quyết định thần thể song tu sau đó, hắn chạy đường liền đã cùng kẻ khác khác biệt, cho nên cái này cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Sau đó hắn tâm thần lại chìm vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Muốn thấy rõ ràng cái này hắc sắc vòng xoáy là vật gì, nhưng Tiêu Phàm thất vọng là, hắc sắc vòng xoáy bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều không có. Bất quá quỷ dị là, linh hồn bản thể cùng thí thần, thậm chí vô tận chiến điển đều ở trong đó, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được mình cùng bọn chúng liên hệ. Có lẽ, đây chính là ta đặc thù nhân thể bí cảnh a, lại như thế nào, cái này hắc sắc vòng xoáy cũng là ở ta thể nội. Tiêu Phàm âm thầm an ủi mình một chút. Hắn lại liên tục kiểm tra nhiều lần tự thân biến hóa, ngoại trừ cái kia màu đen vòng xoáy bên ngoài, tự thân thực lực thuế biến, là hắn to lớn nhất thu hoạch. Mặc dù chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng nếu như lại gặp gỡ Huyền Diệp người như vậy, đoán chừng ta cũng có thể đánh một trận a, coi như đánh không lại, trốn vẫn là không có vấn đề gì. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng. Về phần hắn thực lực cụ thể như thế nào? Hắn cũng không rõ ràng, còn có đợi cùng kẻ khác giao thủ mới có thể chứng minh. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, lần nữa vận chuyển vô tận chiến điển, thẳng đến 9 cái chu thiên mới dừng lại, như thế lại qua một ngày thời gian. Lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới thu liễm trên người khí tức, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Hắn vị trí địa phương, là một chỗ nham tương hải chính giữa, tử sắc nham tương hải bốc hơi lên nóng rực khí lãng. Người bình thường thật đúng là khó có thể chịu được. Tiêu Phàm nếu là không có vô tận chi hỏa hộ thể, đoán chừng cũng sớm đã bị đốt thành bột mịn. À, vô tận chi hỏa có vẻ như lại mạnh lên. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi ở trên vô tận chi hỏa, trong mắt hơi hơi sáng lên. Hắn nhắm hai mắt cảm ứng, lại là phát hiện, vô tận chi hỏa chính đang rút ra nham tương hải bên trong một loại kỳ lạ lực lượng. Lúc này, Tiêu Phàm mở ra hai mắt. Trên mặt lộ ra cổ quái, vô tận chi hỏa dĩ nhiên có thể rút ra chí tôn phần thiên viêm lực lượng. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, vô tận chi hỏa chỉ là vừa mới đột phá cổ hỏa cấp độ mà thôi, mà chí tôn phần thiên mắt, thế nhưng là trong truyền thuyết thần hỏa a. Hơn nữa còn là bảng xếp hạng đệ nhất thần hỏa, dựa theo lẽ thường tới nói, chí tôn phần thiên viêm há lại vô tận chi hỏa có thể thôn phệ. Nhưng mà sự thật liền là như thế. Chính là bởi vì vô tận chi hỏa rút ra chí tôn phần thiên viêm lực lượng, mới để cho hắn nắm giữ chí tôn chi khí, cái này mới có thể đột phá cổ thần cảnh, thậm chí tránh khỏi thần lôi kiếp. Vô tận chi hỏa, đến cùng là cấp bậc gì hỏa diễm? Tiêu Phàm trong lòng đối vô tận chi hỏa tràn đầy kỳ vọng, một loại có thể không ngừng trưởng thành hỏa diễm, thật đúng là không phải bình thường kỳ lạ. Sau đó Tiêu Phàm lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, tất nhiên thần thông ngự nghịch thời châm uy lực có thể bạo tăng, cái kia thuận thời châm đây. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm ý niệm liền dẫn ra lấy hắc ám không gian bên trong hắc sắc vòng xoáy, đồng thời thôi động thần thông ngự lực lượng,
chỉ bất quá thần thông ngự là thuận thời châm xoay tròn. Hồng hộc, đột nhiên, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nháy mắt xuất hiện trên trăm thuận thời châm vòng xoáy sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, bắt đầu điên cuồng mà rút ra bốn phía năng lượng. Cuồn cuộn năng lượng từ nham tương hải bốn phía mãnh liệt mà tới, vô tận chi hỏa sôi trào bành trướng, chán phóng sáng chói lóa mắt kim sắc quang mang. Thật có thể, Tiêu Phàm cảm nhận được vô tận chi hỏa rút ra cái kia chí tôn chi khí tốc độ tăng tốc, trên mặt một trận kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, thậm chí trở nên có chút ngưng trọng. Nơi này xác định có chí tôn phần thiên viêm không thể nghi ngờ, có thể chí tôn phần thiên viêm chính là thần hỏa bảng đệ nhất A, há lại vô tận chi hỏa có thể ngấp nghé. Bản thân nếu là muốn gặp gỡ bạo tẩu chí tôn phần thiên viêm, đoán chừng liền đào tẩu cơ hội đều không có. Phải biết, chí tôn phần thiên viêm, có thể liền thần vương cường giả đều không làm gì được tồn tại A. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lại vội vàng triệt hồi thần thông ngự lực lượng, lấy hắn hiện tại thực lực, coi như thật đưa tới chí tôn phần thiên viêm, cũng tuyệt đối khó có thể thu phục, lại càng không cần phải nói luyện hóa. Đây cũng là hắn biết rõ nơi đây có chí tôn phần thiên viêm, lại không có tự tiện tới nơi đây thu phục nguyên nhân một trong. Bất quá bây giờ hắn chỉ là rút ra chí tôn phần thiên viêm một sợi năng lượng mà thôi, còn tại chí tôn phần thiên viêm tiếp nhận phạm vi, nó tự nhiên sẽ không đại phát lôi đình. Nhưng là, làm nguy cơ uy hiếp đến nó an toàn lúc, chí tôn phần thiên viêm khẳng định sẽ phát cuồng, liền tựa như lần trước luyện hóa cái kia tinh vẫn cổ hỏa một dạng. Được rồi, biết rõ Hỏa Linh Tông nắm giữ chí tôn phần thiên viêm rất ít người, coi như biết rõ cũng sẽ không nói ra, về sau đột phá thần vương cảnh. Ta lại đến nghĩ biện pháp luyện hóa nó. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Biết rõ bảo bối ngay ở trước mắt, có thể bản thân lại không thể không từ bỏ, loại này cảm giác nhường Tiêu Phàm rất khó chịu, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm trầm ngâm nói, việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp đối phó Lục người nhà lại nói, đột phá cổ thần cảnh tiền kỳ, đối mặt Lục Vô Trần ta hẳn là không sợ. Nhưng là nếu đánh với Lục Kinh Long mà nói, vẫn có độ khó. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, Lục gia có lẽ vẫn là thứ nhì, Huyền Thiên Kiếm Tông đoán chừng càng thêm phiền phức, nhìn đến hiện tại còn phải kịp thời chữa cho tốt Liễu Chu Hồn, cùng điều khiển những cái kia thần điêu thú. Chữa cho tốt Liễu Chu Hồn, Tiêu Phàm đã có ý nghĩ, đoán chừng chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể làm được, coi như không thể hoàn toàn chữa trị Liễu Chu Hồn. Nhưng để nó phát huy cổ thần cảnh đỉnh phong thần lực vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ là, trước đó Tiêu Phàm lo lắng tiểu thiên địa sụp đổ, bên trong sinh linh hoàn toàn bị hắn giao cho nhạc thạch mang đi. Về phần điều khiển thần điêu thú, có thể cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, trừ phi Tiêu Phàm có thể trở thành cao giai thần điêu sư, nếu không mà nói, cơ bản không có khả năng điều khiển được. Nếu không mà nói, trước đó Tiêu Phàm đối mặt Lục Vô Trần thời điểm, liền đem những thần kia điêu sư triệu hoán đi ra. Được rồi, ta trước ổn định một cái tu vi lại rời đi, thuận tiện nhường linh hồn bản thể lĩnh hội vô trần bí điển, vô tận chi hỏa thôn phệ một chút chí tôn chi khí. Tiêu Phàm âm thầm làm một cái quyết định. Sau đó hắn bàn ngồi ở trên nham tương mặt biển, vận chuyển vô tận chiến điển vững chắc tự thân tu vi, về phần vô tận chi hỏa, Tiêu Phàm liền mặc cho nó bản thân thôn phệ. Thời gian chậm rãi sói mòn. Lóa mắt liền đi qua gần một ngày thời gian, lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, toàn bộ thân thể trực tiếp cắm vào nham tương hải bên trong. Ba cái hô hấp thời gian sau, một trận tiếng bước chân cùng nghị luận âm thanh từ đằng xa truyền đến. Kỳ nhi, lần này cơ hội ngươi cần phải hảo hảo bắt lấy, tuyệt đối không thể nhường bản thân căn cơ lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Ba ba, ngươi yên tâm đi, tất nhiên các vị trưởng lão để cho ta tiến vào. Ta tự nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng, ta tất nhiên sẽ đột phá cổ thần cảnh, dẫn đầu ta Hỏa Linh Tông hướng đi huy hoàng. Vi phụ tin tưởng ngươi, ngươi từ nhỏ thông tuệ, bị người xưng là Kỳ Lân Nhi, đây cũng là ba ba lấy cho ngươi cái tên này nguyên nhân, tương lai Hỏa Linh Tông có thể còn phải dựa vào ngươi. Thanh âm chậm rãi tới gần, cuối cùng ở nham tương hải biên giới ngừng, Tiêu Phàm xuyên thấu qua nham tương mặt biển, vận chuyển thị lực, tức khắc thấy được bên bờ hai người. Làm sao sẽ, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem trong đó một người. Hai người kia không phải kẻ khác, chính là Hỏa Linh Tông tông chủ Hỏa Linh Tử cùng hắn nhi tử Hỏa Kỳ, có thể mấu chốt là, Tiêu Phàm nhớ kỹ,
hắn tự tay chặt xuống hỏa kỳ đầu a. Không, không chỉ có chỉ là chặt đầu xuống, hẳn là thần hồn câu diệt mới đúng. Có thể hiện tại, hỏa kỳ dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mắt hắn, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng đây? Tiêu Phàm dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng mắt mình hoa, sau nửa ngày, hắn mới xác định, hỏa kỳ thật sống lại. Loại này thủ đoạn, nhưng Tiêu Phàm đều kinh ngạc không thôi. Kỳ nhi, ba ba đi trước, chờ ngươi đột phá cổ thần cảnh, ba ba lại đến đón ngươi. Hỏa linh tử vỗ vỗ hỏa kỳ bả vai, đối cái này nhi tử, hắn là phát ra từ nội tâm yêu thích, đến mức, hỏa linh tử đem bản thân tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Cung tiễn ba ba, hỏa kỳ cung kính một xá, trên mặt tràn đầy sán lạn thiếu dung, đưa mắt nhìn hỏa linh tử rời đi. Thẳng đến hỏa linh tử ánh mắt biến mất ở cuối cùng, hỏa kỳ trên mặt thiếu dung nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh, thậm chí cuồn cuộn sát khí. Không phải liền là tiến vào hỏa linh động a, những cái kia lão gia hỏa dĩ nhiên còn không quá nguyện ý, bản tọa đột phá cổ thần cảnh, lại đem các ngươi giết hết. Xác nhận hỏa linh tử rời đi sau đó, hỏa kỳ hừ lạnh một tiếng nói, sát khí không thêm mảy may che giấu. Nham tương hồ phía dưới Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa kỳ trên người sát ý là thật. Hắn muốn giết hỏa linh tử, còn có hỏa linh tông cái khác tất cả trưởng lão. Tiêu Phàm lông mày không khỏi vặn trở thành chữ xuyên, trong lòng tự hỏi, cái này thực sự là hỏa kỳ sao? Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm thần sắc lại biến, hắn lại là nhìn thấy, hỏa kỳ thể nội đột nhiên hiện ra cuồn cuộn hỏa diễm, xích hồng như máu, yêu dị đến cực điểm. Ngay sau đó, hỏa kỳ thân thể biến hóa, hóa thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ hỏa diễm quái thú. Tiêu Phàm ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hỏa diễm quái thú là vật gì, hắn thiếu chút nữa thì kinh hô mà ra, thần hỏa kỳ lân. Kinh ngạc, kinh hãi, nghi hoặc, mọi loại cảm thụ nháy mắt tràn ngập trong lòng, hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận cái này sự thật, hỏa kỳ không phải hỏa linh tử nhi tử a, làm sao đột nhiên biến thành thần hỏa kỳ lân. Phải biết, thần hỏa kỳ lân thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng khá cao thần thú, còn tại Trọc Mệnh Thiên Vĩ phía trước, bài danh hạng 267. Hắn cụ thể năng lực Tiêu Phàm không phải rất rõ ràng, nhưng là rõ ràng một chút, kia chính là thần hỏa kỳ lân chính là thiên hữu thần thú, đối phó người khác, sẽ thiên lôi đánh xuống, cho dù bất tử, cũng sẽ xui xẻo. Thần hỏa kỳ lân đến nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên tựa như nghĩ tới cái gì, hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm cái kia không ngừng biến lớn hỏa kỳ lân. Chí tôn phần thiên viêm, lần này, bản tọa nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Hỏa kỳ quát lạnh một tiếng, sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, một cỗ đáng sợ hấp lực bỗng nhiên sinh ra. Cuồn cuộn hấp lực bắt đầu điên cuồng thôn phệ nham tương mặt biển bên trên nhiệt khí, hỏa diễm năng lượng điên cuồng bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy thần hỏa kỳ lân không kiêng nể gì như thế muốn kinh động chí tôn phần thiên viêm, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thần hỏa kỳ lân chỉ bất quá là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, lấy nó lực lượng, chẳng lẽ còn có thể không nhìn chí tôn phần thiên viêm hay sao? Có thể sự thật liền là như thế, thần hỏa kỳ lân vừa mới hiện thân, liền muốn bước ra chí tôn phần thiên viêm, thật không phải bình thường ngông cuồng bá đạo. Hỏa kỳ phách lối cũng liền bình thường. Cái này thần hỏa kỳ lân dĩ nhiên càng thêm phách lối. Tiêu Phàm lại là càng thêm cẩn thận rồi, hắn ẩn ẩn cảm giác, qua một lúc sẽ có ý liệu sự tình phát sinh. Rầm 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 rầm, nham tương mặt biển bốc hơi ra từng đạo sóng lửa, giống như đun sôi nước sôi, mặt biển phủ đầy bong bóng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được nham tương mặt biển bên trong chí tôn chi khí bị thần hỏa kỳ lân hấp thu, chính hắn lại là càng thêm cẩn thận, sợ bị thần hỏa kỳ lân phát hiện. Hắn cũng không phải sợ hãi thần hỏa kỳ lân, lấy hắn hiện tại thực lực, coi như diệt thần hỏa kỳ lân cũng không nói chơi, nhưng hắn lại không có đầy đủ tự tin làm gì được chí tôn phần thiên viêm. Nếu là có cơ hội mượn nhờ thần hỏa kỳ lân tay, thu phục hoặc là luyện hóa chí tôn phần thiên viêm, đó là không thể tốt hơn. Cho nên Tiêu Phàm đang chờ cơ hội, hắn không thể trơ mắt nhìn xem chí tôn phần thiên viêm bị thần hỏa kỳ lân đoạt đi. Người đều là có lòng tham. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, nhất là đối mặt chí tôn phần thiên viêm dạng này hãn thế hiếm thấy linh vật. Theo lấy nham tương hải bên trong chí tôn chi khí thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, thần hỏa kỳ lân trên người khí thế cũng càng ngày càng cường đại,
ẩn ẩn có loại muốn đột phá cổ thần cảnh xu thế. Nhưng mà, chí tôn kia phần thiên viêm, lại là thật lâu chưa từng xuất hiện, tựa như căn bản không tồn tại mảnh này nham tương hải một dạng. Tiêu Phàm trong lòng oán thầm không thôi, sớm biết rõ bản thân nên thử nghiệm một phen a, làm hại hiện tại tốt thần hỏa kỳ lân, thôn vệ nhiều như vậy chí tôn chi khí. Nếu là những cái này chí tôn chi khí bị vô tận chi hỏa thôn vệ, vô tận sau đó khẳng định có thể bước vào cổ hỏa trung kỳ, thậm chí cổ hỏa hậu kỳ cũng nói không chừng. Hối hận thì hối hận, Tiêu Phàm tâm thần lại là một chút cũng không buông lỏng, hắn ánh mắt một mực rơi vào thần hỏa kỳ lân trên người. Ở hắn nhìn đến, coi như thần hỏa kỳ lân đột phá cổ thần cảnh, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là chí tôn phần thiên viêm đối thủ. Oanh, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, thần hỏa kỳ lân trên người khí thế bỗng nhiên kéo lên, tựa như phá vỡ một cái nào đó điểm giới hạn, bước vào một cái mới tinh từ cấp độ. Cổ thần cảnh, thần hỏa kỳ lân đang thôn vệ cái kia vô tận chí tôn chi khí sau, dĩ nhiên thật đột phá đến cổ thần cảnh. Bất quá! Thần hỏa kỳ lân lại không có mừng rỡ, ngược lại càng ngày càng phẫn nộ, bản tọa liền không tin, ngươi có thể kiên trì bao lâu, ta biết rõ ngươi ở nơi này, ngươi cũng đừng quên ta năng lực. Hồng hộc thần hỏa kỳ lân phẫn nộ gào thét một tiếng, cái kia đáng sợ hấp lực lần nữa tăng lớn, nham tương hải bên trong nham tương đều bắt đầu hướng thần hỏa kỳ lân trong miệng bay đi. Tiêu Phàm nhìn thấy, thân thể chậm rãi chìm xuống, hắn hiện tại có thể còn không phải bại lộ thời điểm. Đồng thời, Tiêu Phàm trong đầu lại là nghĩ tới một cái khác kiện sự tình, thần hỏa kỳ lân đều không sợ chí tôn phần thiên viêm, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn Tiêu Phàm cũng không nên sợ hãi mới đúng a. Về phần thần hỏa kỳ lân tại sao không sợ chí tôn phần thiên viêm, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ thần hỏa kỳ lân một loại nào đó năng lực, vừa lúc có thể áp chế chí tôn phần thiên viêm. Thế nhưng là nếu như là nói như vậy, liền thần hỏa kỳ lân liền tương đối thế là ở nước sôi đung ếch xanh a, hiện tại chí tôn phần thiên viêm không phản kháng, qua một lúc khả năng liền không phản kháng được. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng một cái phương hướng, nơi đó, một đoàn yêu dị tử sắc quang mang từ nham tương hải địch chậm rãi dâng lên. Dù là cách xa nhau mấy dặm cự ly, Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn phát ra bàng bạc lực lượng. Đáng sợ áp lực ép tới Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Tiêu Phàm mở chừng hai mắt, chỉ thấy một đoàn tử sắc hỏa diễm từ nham tương mặt biển trùng thiên mà lên, lơ lửng ở hư không, xa xa nhìn lại, tựa như một tôn chí tôn quý khí vương miện một dạng. Vương miện cả người hiện lên tử sắc, thiêu đốt lên tử sắc hỏa diễm, yêu dị đến cực điểm, quý khí vô cùng. Nhíu lại vi nhỏ yếu ngọn lửa, lại phát ra một loại phần thiên tư thế, khí thế ngập trời. Hùng mãnh đáng sợ. Chí tôn phần thiên viêm, Tiêu Phàm nội tâm chỗ sâu không hiểu toát ra mấy chữ, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia tử sắc phương miện hỏa diễm cho hắn mang đến cực lớn cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách so nhất mang đến còn muốn lớn hơn. Coi như hắn phát ra uy thế không phải thần vương cấp bậc, vậy cũng tuyệt đối muốn so phong hầu cấp bậc mạnh hơn. Hắn trong lòng may mắn. May mắn bản thân không có lỗ mãng xông đi lên, nếu không mà nói, không may có thể chính là hắn. Bất quá, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, thần hỏa kỳ lân đối mặt chí tôn kia phần thiên viêm, lại là không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra nhân tính hóa tiếu dung. Ngươi rốt cục hiện thân, thần hỏa kỳ lân đạp không mà lên, từng bước một hướng về chí tôn phần thiên viêm đi đến. Chí tôn phần thiên viêm phát huy từng tiếng phong minh tiếng gào thét. Thậm chí hướng về phía thần hỏa kỳ lân nhanh vuốt múa chảo. Thần hỏa kỳ lân sắc mặt đạm nhiên, hé mồm nói, ngươi biết rõ, ta căn bản liền sẽ không sợ ngươi, năm đó sở dĩ thụ thương, cũng không phải bởi vì ngươi, mà là bị bộ tộc của ngươi người đả thương, ngươi cũng biết, ta tìm ngươi, vừa vặn rất tốt tìm a. Thoại âm rơi xuống, thần hỏa kỳ lân toàn thân phát sáng, quanh thân xích hồng sắc hỏa diễm cũng bắt đầu mãnh liệt lên, nó quanh thân hiện lên vô số sinh linh. Có thần long, có huyền hổ, cũng có thất thải thần hươu, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Thần hỏa kỳ lân tựa như vô số hỏa diễm sinh linh tổ hợp thể, phát ra quỷ dị khí tức, làm chí tôn phần thiên viêm hỏa diễm đụng phải nó thời điểm, dĩ nhiên tiêu tán ở vô hình. Ta nói, vô dụng, thần hỏa kỳ lân cười lạnh nói, lập tức há miệng hút vào, cuồn cuộn hỏa diễm điên cuồng tràn vào hắn trong miệng. Chí tôn phần thiên viêm gào thét không thôi, lộ ra vẻ nôn nóng.
đi đến nó như vậy cảnh giới, hiển nhiên cũng đã ra đời hỏa linh, nắm giữ bản thân ý thức. Nhìn thấy thần hỏa kỳ lân không sợ nó lực lượng, chí tôn phần thiên viêm chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Chờ ta nuốt ngươi, lấy được ngươi năng lực, một năm bên trong, ta liền có thể đột phá thần vương cảnh, ta sẽ lần nữa giết trở về. Nuốt tất cả thần hỏa. Thần hỏa kỳ lân mặt lộ dữ tợn nói, đáng sợ sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Ầm ầm, chí tôn phần thiên viêm phun trào, toàn bộ nham tương hải đều sôi trào, cuốn lên mấy chục trượng nham tương hải sóng, dưới không trung nổi lên nham tương vũ, không gian bên trong đều bạo động không thôi. Tiêu Phàm bị một cỗ đại lực cuốn lên, ném hư không, hắn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hiển nhiên, hắn cũng đã bị phát hiện. Phần thiên tiểu tử, nơi này cũng không phải hỏa vực, ai cũng cứu không được. Thần hỏa kỳ lân nhìn thấy chí tôn phần thiên viêm như thế bạo động, lại là càng thêm kích động lên. Bởi vì vừa vặn có thể nói rõ, chí tôn phần thiên viêm nóng nảy, thần hỏa kỳ lân trong lòng tự nhiên là thoải mái không thôi. Đã từng, hắn cũng cùng chí tôn phần thiên viêm giao thủ qua, năm đó có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng đó là ở chí tôn phần thiên viêm có người tương trợ điều kiện tiên quyết. Lần này, nhưng không có người có thể cứu được chí tôn phần thiên viêm. Chỉ là hắn thoại âm chưa rơi, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một phương, lại là phát hiện, cách đó không xa chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một cái không đến mảnh vài thanh niên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần hỏa kỳ lân sắc mặt đại biến, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đơn thuần ngoài ý muốn, Tiêu Phàm nhún vai, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng, nói các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Tiếp tục, làm ngươi không tồn tại, tiếp tục em gái ngươi a, không tồn tại em gái ngươi a. Thần hỏa kỳ lân thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một lần. Hắn nguyên bản coi là thôn phệ chí tôn phần thiên viêm là rất nhẹ nhàng sự tình, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, nơi này đột nhiên sẽ toát ra người đến. Mấu chốt nhất là, người này còn là thiên vũ vực chín phủ 13 tông thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh, thần hỏa kỳ lân tự cao thiên tài, có thể đối mặt Tiêu Phàm, nó cũng không có tất thắng nắm chắc. Nó nghĩ không ra, cái này hỏa linh động bị hỏa linh tông đệ tử chặt chẽ trông coi. Hơn nữa còn nhất định phải mấy vị trưởng lão mở ra phong ấn mới có thể tiến đến, Tiêu Phàm lại là như thế nào tiến đến. Tiểu tử, từ đâu đến lăn về đi đâu, nơi này sự tình với ngươi không quan hệ. Thần hỏa kỳ lân thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đều là để phòng ý. A, ta nếu không lăn đây, Tiêu Phàm thế nhưng là ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, nghe được thần hỏa kỳ lân uy hiếp, hắn thần sắc cũng biến băng lạnh. Bây giờ Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh, đối phó thần hỏa kỳ lân, hắn thế nhưng là không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ là kiêng kỵ cái kia chí tôn phần thiên viêm mà thôi. Thần hỏa kỳ lân nhường hắn lăn, Tiêu Phàm khăng khăng không lăn, nha, tiểu gia không chiếm được chí tôn phần thiên viêm, vậy cũng không thể để cho ngươi lấy được. Bất quá, hắn trong lòng cũng 10 phần khó chịu chí tôn phần thiên viêm, gia hỏa này dĩ nhiên cố ý bại lộ bản thân, muốn để hắn xuất thủ đối phó thần hỏa kỳ lân. Đừng nói hắn Tiêu Phàm vốn ngay ở đánh chí tôn phần thiên viêm chủ ý, coi như không phải, hắn cũng không có khả năng bị người lợi dụng, nhất là bị một đoàn hỏa diễm lợi dụng. Thần hỏa kỳ lân nghe được Tiêu Phàm lời nói, lên cơn giận dữ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Được rồi, ta người này, không thích bị người lợi dụng. Đột nhiên Tiêu Phàm cười ha ha, quay người liền hướng lấy nơi xa lao đi. Thần hỏa kỳ lân nhìn thấy. Trong mắt lộ ra vẻ quái dị, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, gia hỏa này dĩ nhiên như vậy thì đi. Nhưng mà, chí tôn phần thiên viêm lại là lo lắng, hỏa diễm nộ khiếu hư không, nham tương mặt biển cuốn lên vô số sóng lửa, lại đem Tiêu Phàm bức cho trở về. Tiêu Phàm nhíu mày, cái này chí tôn phần thiên viêm không hổ là ra đời linh trí thần hỏa, dĩ nhiên còn muốn mượn tay mình đối phó thần hỏa kỳ lân. Chỉ là, nếu như hắn thật giết thần hỏa kỳ lân, chí tôn phần thiên viêm đoán chừng trước tiên liền sẽ giết hắn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía thần hỏa kỳ lân nói, hỏa kỳ, cái này hỏa diễm phân ta một nửa, ta với ngươi cùng nhau diệt nó, như thế nào? Thần hỏa kỳ lân nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, bất quá vẫn là do dự một cái nói, hỏa chủng về ta, ngoài ra đều về ngươi. Nói thật, thần hỏa kỳ lân thật đúng là sợ Tiêu Phàm lưu ở nơi này. Làm trễ nải nó thôn phệ chí tôn phần thiên viêm.
Hiện tại đáp ứng Tiêu Phàm, chí ít cũng có thể lấy được chí tôn phần thiên viêm hỏa chủng. Về phần Tiêu Phàm, quay đầu bản thân đột phá, lại giết hắn đoạt hồi hỏa quả cũng không muộn. Chí tôn phần thiên viêm nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức khắc mãnh liệt tứ phương, từng đoàn đáng sợ tử sắc hỏa diễm, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi, ngập trời hỏa diễm trải rộng toàn bộ không gian. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở thần hỏa kỳ lân sau lưng, quả nhiên, cái kia hỏa diễm vội vàng ngừng, không dám tới gần thần hỏa kỳ lân. Sau đó, Tiêu Phàm triệu hồi ra vô tận chi hỏa, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ngoại vi tử sắc hỏa diễm. Thần hỏa kỳ lân ánh mắt lập lòe, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng nắm giữ như thế bá đạo hỏa diễm, mặc dù hắn không muốn đem phía sau lưng giao cho Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, nó cũng chắc chắn Tiêu Phàm không dám giết nó. Nếu không mà nói, chí tôn phần thiên viêm là khẳng định sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Nghĩ tới cái này, thần hỏa kỳ lân cũng trở lên lớn gan lên, lách mình liền hướng lấy chí tôn phần thiên viêm đánh tới, muốn nuốt vào tôn này vương miện. Chí tôn phần thiên viêm cũng bạo khởi, đáng sợ khí tức mãnh liệt tứ phương, chung quanh núi đá đều run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời, không gian bạo loạn vào chập choạng. Tiêu Phàm không ngừng lùi lại, tại hắn quanh thân, hiện lên nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy hiện lên thuận thời châm xoay tròn, điên cuồng rút ra chí tôn phần thiên viêm tinh hoa. Vô tận chi hỏa nhảy cẫng hoan hô, đều là hỏa diễm, nhưng chí tôn phần thiên viêm có thể so sánh hắn cao nhất phẩm giai, đối với nó tới nói, cái này không thể nghi ngờ là vật đại bổ, lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, bản thân trước đó còn lo lắng chí tôn phần thiên viêm bắn ngược, hiện tại lại có thần hỏa kỳ lân cho hắn ngăn chặn chí tôn phần thiên viêm bản thể, Tiêu Phàm tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Có chỗ tốt không được, đó là vương bát đản. Chờ nuốt vào cái này chí tôn phần thiên viêm, quay đầu lại nghĩ biện pháp giết chết cái này thần hỏa kỳ lân. Tiêu Phàm trong lòng cũng đang trầm ngâm lấy. Mặc dù hắn không biết hỏa kỳ cùng cái này thần hỏa kỳ lân ở giữa là quan hệ thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được thần hỏa kỳ lân đối với hắn sát ý, Tiêu Phàm tự nhiên không thể buông tha nó. Nhìn thấy nơi xa thần hỏa kỳ lân cùng chí tôn phần thiên viêm giao thủ, Tiêu Phàm cũng là một trận kinh ngạc, để cho hắn vô cùng kiêng kỵ chí tôn phần thiên viêm, ở thần hỏa kỳ lân thủ hạ, dĩ nhiên chỉ có trốn tránh phần. Thần hỏa kỳ lân dĩ nhiên thật có áp chế chí tôn phần thiên viêm thủ đoạn. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi sáng lên, nếu như bản thân lấy được thần hỏa kỳ lân năng lực, vậy sau này vô tận chi hỏa mạnh lên, chẳng phải là 10 phần buông lỏng. Theo lấy cuồn cuộn chí tôn phần thiên viêm tàn diễm tràn vào thể nội, Tiêu Phàm cảm giác mình nhục thân dĩ nhiên cũng đang phát sinh rất lớn biến hóa. Hắn tâm thần vội vàng chìm vào thể nội, nhưng hắn kinh ngạc là, cái kia màu đen vòng xoáy rốt cuộc lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, hắc sắc vòng xoáy ở thu nhỏ. Bất quá, hắn câu thông hắc sắc vòng xoáy lực lượng, lại là đang không ngừng tăng cường, thôn phệ hỏa diễm lực lượng cũng càng lúc càng nhanh. Đúng rồi, ta không là còn có đạo hỏa hồng lô điển sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì? Một thoáng thời gian, hắn không chút do dự vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, ở hắn đỉnh đầu, một cái to lớn hỏa diễm động thiên phù hiện. Hỏa diễm động thiên trung ương cũng đã biến thành đen kịt, mặc dù cảm thụ không đến bất luận cái gì nhiệt độ, nhưng cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Mà vô tận động thiên ngoại vi, lại là phát ra cực nóng sóng lửa, khí thế kinh người. Nơi xa, thần hỏa kỳ lân tựa như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Tiêu Phàm vị trí trông lại, hoảng sợ nói cái này chẳng lẽ là đạo hỏa hồng lô. Chí tôn phần thiên viêm bản thể cũng là không ngừng rung động, không biết là kích động, vẫn là kinh hãi. Nó thừa dịp thần hỏa kỳ lân thất thần một sát na kia, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Đồng thời, nham tương mặt biển vô số nham cột nước cuốn lên, ngăn khuất thần hỏa kỳ lân trước người. Dừng lại, thần hỏa kỳ lân quá sợ hãi, móng vuốt phung ra, đem cái kia nham tương cột nước đập tan, không muốn sống đồng dạng nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, triệu hồi ra vô tận động thiên, chỗ nào biết rõ, chí tôn phần thiên viêm dĩ nhiên hướng hắn đánh tới. Hắn không chút do dự chém ra một kiếm, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem cái kia đầy trời hỏa diễm toàn bộ đều xé rách mà ra, nhưng mà, hỏa diễm ở vòng qua kiếm khí sau đó, lại dung hợp đến một chỗ.
Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, cái kia một tôn tử sắc phương miện cũng đã đi tới hắn trước người, bất quá không có nhào về phía Tiêu Phàm, mà là nhằm vào Không Tận Động Thiên bên trong. Đi ra cho ta, Thần Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ gào thét, móng vuốt bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm xé rách mà xuống. Ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm phẫn nộ vô cùng, một kiếm thẳng hướng Thần Hỏa Kỳ Lân, hắn còn tưởng rằng Chí Tôn Phần Thiên Viêm cùng Thần Hỏa Kỳ Lân liên thủ đối phó hắn đây. Bởi vì hắn giờ phút này vận chuyển Vô Tận Động Thiên, lại là phát hiện Vô Tận Động Thiên không thế nào nghe hắn sai xử. Phốc một tiếng, Thần Hỏa Kỳ Lân móng vuốt bị Tiêu Phàm một kiếm chém vỡ, hóa thành vô số hỏa diễm kích xạ tứ phương, hắn nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm tốt, danh con, người dĩ nhiên cùng Chí Tôn Phần Thiên Viêm liên thủ đối phó bản tọa không giết ngươi không thể. Cùng Chí Tôn Phần Thiên Viêm liên thủ, Tiêu Phàm đầu một trận choáng váng. Hắn căn bản là không biết rõ chuyện gì xảy ra, không phải các ngươi liên thủ đối phó ta sao? Đừng giả bộ làm cái gì đều không biết, ngươi lại là hỏa vực nhất tộc, còn muốn gạt ta. Thần Hỏa Kỳ Lân nhe răng trợn mắt nói, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiểu gia đường đường nhân tộc, không phải cái gì hỏa vực nhất tộc. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, Thần Hỏa Kỳ Lân hắn căn bản không sợ, hiện tại chỉ muốn như thế nào đối phó Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Hừ, ngươi nếu không phải hỏa vực nhất tộc, như thế nào nắm giữ hỏa vực truyền thừa người mới có thể nắm giữ đạo hỏa hồng lô? Thần Hỏa Kỳ Lân giọng căm hận nói, hắn hận bản thân, vừa mới liền không nên tin tưởng Tiêu Phàm. Đạo hỏa hồng lô, Tiêu Phàm cau mày, không khỏi ngẩng đầu nhìn Không Tận Động Thiên một cái, chẳng lẽ cái này Vô Tận Động Thiên, thực sự là cái gì đạo hỏa hồng lô? Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới cái gì? Trong lòng trầm ngâm nói, chẳng lẽ là tu luyện đạo hỏa hồng lô điển nguyên nhân? Chết đi cho ta, Thần Hỏa Kỳ Lân cũng không muốn cùng Tiêu Phàm tốn nhiều miệng lưỡi, nó hiện tại, chỉ muốn giết Tiêu Phàm, đoạt lại Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Hừ, tiểu gia sợ ngươi hay sao? Tiêu Phàm nhìn thấy Thần Hỏa Kỳ Lân dây dưa không ngớt, tức khắc cũng phẫn nộ, đáng sợ sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Tiêu Phàm tay cầm trường kiếm, từng kiếm một chém giết mà ra, đột phá cổ thần cảnh. Hắn thực lực cùng thiên thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cho dù là phổ thông một kiếm, cũng nắm giữ chém giết cổ thần cảnh trung kỳ uy lực. Phốc phốc, Thần Hỏa Kỳ Lân bị kiếm khí xé rách, hỏa diễm bắn ra bốn phía, tức giận nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên. Mưu tính vô số năm Chí Tôn Phần Thiên Viêm lại bị Tiêu Phàm đoạt đi, cái này khiến nó như thế nào cam tâm. Có thể nó thực lực, lại không phải Tiêu Phàm đối thủ. Hoàn toàn chỉ có thể bị Tiêu Phàm đè lên đánh. Thần Hỏa Kỳ Lân có thể không nhìn hỏa diễm lực lượng, cho nên có thể áp chế Chí Tôn Phần Thiên Viêm, có thể Tiêu Phàm không chỉ có hỏa diễm thủ đoạn. Hắn mạnh nhất, hay là nhục thân, thần thông cùng kiếm đạo, Thần Hỏa Kỳ Lân lại làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Chiến đấu chốc lát, Thần Hỏa Kỳ Lân quanh thân hỏa diễm cũng đã chậm rãi mở đi xuống dưới, bắt đầu trốn tránh lên. Tiêu Phàm trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, lấy hắn thực lực, đối phó bình thường cổ thần cảnh tiền kỳ, đồng dạng một kiếm liền có thể chém giết, nhưng hắn lại giết không chết Thần Hỏa Kỳ Lân, cái này thật đúng là không phải bình thường quỷ dị. Cái này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Thần Hỏa Kỳ Lân càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nếu là có thể lấy được Thần Hỏa Kỳ Lân năng lực, vậy mình chẳng phải là đối hỏa diễm miễn dịch. Không thể không nói. Thần Hỏa Kỳ Lân không hổ là thần thú bảng xếp hạng bên trên khá cao tồn tại, loại này năng lực, cơ hồ đã để nó đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Đúng rồi, Thần Hỏa Kỳ Lân có thể không nhìn Chí Tôn Phần Thiên Viêm, vậy hắn hỏa diễm, có phải hay không so Chí Tôn Phần Thiên Viêm mạnh hơn đấy? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái cổ quái ý nghĩ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thao túng vô tận chi hỏa bắt đầu thôn vệ Thần Hỏa Kỳ Lân còn sót lại hỏa diễm. Sau một khắc, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hắn quỷ dị phát hiện, Thần Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm, dĩ nhiên không cách nào thôn phệ, làm vô tận chi hỏa chuẩn bị luyện hóa thời khắc, liền chớp mắt tiêu tán ở vô hình. Cổ quái, Tiêu Phàm không tin tà, chuẩn bị điều khiển Vô Tận Động Thiên thử lại một lần, Vô Tận Động Thiên mặc dù không thể hoàn toàn điều khiển, nhưng thôn phệ một sợi hỏa diễm lại là có thể làm được. Cái này không thử còn tốt, thử một lần liền đem Tiêu Phàm làm cho sợ hết hồn. Chỉ thấy Vô Tận Động Thiên thôn vệ một sợi Thần Hỏa Kỳ Lân tàn diễm sau đó, vô tận chi hỏa đột nhiên bắt đầu biến nóng này. Đồng thời, một đoàn huyết hồng sắc hỏa diễm,
bắt đầu điên cuồng đốt cháy hắn toàn thân, thậm chí ngay cả hắc sắc vòng xoáy bên trong linh hồn bản thể cũng bị đốt luyện lên. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng chặt đứt vô tận động thiên cùng cái kia hỏa diễm liên hệ, nhưng mà, cái kia hỏa diễm vẫn như cũ không diệt. Thẳng đến chốc lát sau đó, hắn y phục phần diệt, da thịt cũng bị phỏng, cái kia hỏa diễm mới biến mất. Muốn thôn phệ ta hỏa diễm, thật đúng là tự tìm cái chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, thần hỏa kỳ lân tức khắc cười lạnh không thôi. Không thể thôn phệ nó. Tiêu Phàm hơi hơi trầm xuống, trên mặt lóe qua vẻ thất vọng, sau đó lại nói, mặc dù thôn phệ không được ngươi hỏa diễm, nhưng giết ngươi có lẽ vẫn là không có vấn đề. Thần hỏa kỳ lân nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, Tiêu Phàm nói không sai, nó cố nhiên không sợ hỏa, cũng không sợ bị luyện hóa, nhưng Tiêu Phàm muốn giết hắn, lại thật có biện pháp. Tiểu tử, ngươi thật không phải hỏa vực truyền thừa chi tử. Thần hỏa kỳ lân vội vàng nói ra. Không phải lại như thế nào? Tiêu Phàm ngừng thân hình, trầm giọng nói. Thần hỏa kỳ lân nhìn thấy Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ, cũng thở dài một hơi, đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm nói, hỏa chủng đã bị ngươi chiếm được, cái kia những cái này tàn diễm hẳn là thuộc về ta, đây là ngươi ta vừa mới ước định. Vừa mới ước định, cũng không có để ngươi đối ta xuất thủ. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nói, huống hồ, vừa mới hẹn nhất định là, ngươi lấy được hỏa chủng, tàn diễm về ta. Cái kia hỏa chủng là chính hắn chạy tiến đến. Mở cái gì nói đùa, những cái này tàn diễm dù sao cũng là chí tôn phần thiên viêm tàn diễm A, nếu như có thể làm cho vô tận chi hỏa thôn phệ luyện hóa, chí ít cũng có thể đi đến cổ hỏa hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, lại làm sao có thể đem cái này chỗ tốt cực lớn đưa cho một cái muốn giết chính mình người đây. Huống chi, lần sau muốn tìm tới dạng này hỏa diễm, có thể sẽ rất khó. Ngươi, thần hỏa kỳ lân phẫn nộ vô cùng. Có thể lại không dám xuất thủ đối phó Tiêu Phàm, hắn căn bản là không phải Tiêu Phàm đối thủ. Ta đếm ba tiếng, nếu không lăn, nếu không, chết. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, làm phun ra một chữ cuối cùng lúc, trên người hắn sát ý lần nữa bạo tăng. Thần hỏa kỳ lân thần sắc lấp lóe không yên, trong lúc nhất thời không biết như thế nào quyết định. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là lấy đặc thù nào đó lực lượng tồn tại hỏa kỳ thể nội a. Nếu như không phải hỏa kỳ khiêu khích ta, ta giết hắn, ngươi cũng sẽ không đi ra. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, một bước hướng về thần hỏa kỳ lân đi đến. Thần hỏa kỳ lân con mắt chớp động, hiển nhiên, Tiêu Phàm nói không sai, hỏa kỳ nếu không chết, nó là không có khả năng xuất hiện. Nói đến cùng, ta hay là ngươi ân nhân, có thể ngươi vừa mới lại muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi chia sẻ cái này chí tôn phần thiên viêm sao? Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, một kiếm lần nữa chém ra. Nghịch loạn kiếm khí lôi xé hư không, giống như một đạo màn sáng đồng dạng cuốn lên, lít nha lít nhít, đầy trời hỏa diễm đều bị Tiêu Phàm xoắn nát. Tiểu quỷ, người tốt nhất đừng rơi vào trên tay của ta, bằng không ta nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Hỏa kỳ gào thét một tiếng, lập tức lách mình hướng về cửa ra vị trí bỏ chạy. Tính ngươi chạy nhanh, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Thu hồi trường kiếm, ý thức vội vàng chìm vào vô tận động thiên bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng nói, vô tận động thiên trung tâm nhất, có một đoàn tử sắc hỏa diễm, giống như vương miện đồng dạng, phát ra một cỗ cuồng bá uy áp. Rất hiển nhiên, đây chính là chí tôn phần thiên viêm bản thể, chỉ bất quá hắn giờ phút này, khí tức so trước đó muốn hư nhược không ít, chí ít uy hiếp không được Tiêu Phàm an nguy. Cút ra đây cho ta, bằng không đừng trách ta giết ngươi. Tiêu Phàm dùng ý niệm truyền âm nói. Chí tôn phần thiên viêm bậc này tầng thứ thần hỏa, sớm cũng đã nắm giữ bản thân linh trí, nếu không mà nói, nó cũng sẽ không hướng hắn vô tận động thiên bên trong trốn. Tiêu Phàm quát một tiếng như vậy, đoàn kia tử sắc hỏa diễm chấn động một cái, tựa như đang sợ Tiêu Phàm một dạng. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc, một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm vang lên, người ta đều là hỏa vực nhất tộc, hẳn là đồng khí liên chi. Ta nói, ta cũng không phải hỏa vực nhất tộc, ta chính là nhân tộc. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Không có khả năng, không phải là ta hỏa vực nhất tộc, không có khả năng nắm giữ đạo hỏa hồng lô. Non nớt thanh âm lại vang lên, hơi có chút khiếp đảm, nếu không, ta tàn diễm toàn bộ đều cho ngươi, ngươi đưa ta hồi hỏa vực. Những cái này tàn diễm vốn chính là ta. Tiêu Phàm 10 phần bá đạo nói ra,
Chí Tôn Phần Thiên Viêm cũng đã không làm gì được hắn, những cái này hỏa diễm còn không phải mặc hắn đòi hỏi. Ngươi không thể dạng này. Non nớt thanh âm thiếu chút nữa thì khóc, tựa như một cái tiểu hài đồng dạng, cùng lắm thì, ta giúp ngươi cô đọng đạo hỏa hồng lô, ngươi để cho ta ký sinh nơi này, về sau ta bản thân rời đi. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cũng không phải quan tâm Chí Tôn Phần Thiên Viêm thay hắn cô đọng vô tận động thiên, bởi vì chỉ cần vô tận chi hỏa mạnh lên, vô tận động thiên cũng sẽ theo lấy cường đại. Bất quá, nếu như có thể khống chế Chí Tôn Phần Thiên Viêm lực lượng mà nói, đối với hắn tới nói, cũng là một chỗ dựa lớn. Hơn nữa, cho dù hắn muốn đem Chí Tôn Phần Thiên Viêm đuổi đi ra, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm mới nói, có thể, bất quá, ta muốn người đánh nhau, giết người, người cũng không thể do dự. Chỉ cần không phải châm đối hỏa vực nhất tộc, ta đáp ứng ngươi. Non nớt thanh âm bên trong có chút vui vẻ. Tiêu Phàm không còn để ý tới, hắn nhưng trong lòng cho mình để một cái tỉnh, vô tận động thiên bên trong có cái này chưa chắc nhân tố ở, sớm muộn khả năng xảy ra vấn đề. Về sau có cơ hội, nhất định muốn nghĩ biện pháp đem nó đuổi ra ngoài, tốt nhất nhường vô tận chi hỏa thôn phệ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía bốn phía cuồn cuộn tử sắc hỏa diễm, trong mắt lộ ra nóng rực ánh mắt, tựa như thấy được món ăn ngon một dạng. Hô hô, nham tương hải bên trên, nhấc lên một trận hỏa diễm sóng gió, cuốn lên vô số nham tương cột nước, cuồn cuộn hỏa diễm năng lượng điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Ở Tiêu Phàm quanh thân, xuất hiện vô số vòng xoáy, vô tận chi hỏa cũng rung động không thôi, kim sắc quang mang càng ngày càng lóa mắt. Đồng thời, Tiêu Phàm thể nội hắc sắc vòng xoáy cũng đang nhanh chóng biến hóa, chỉ là cũng không phải biến lớn, mà là thu nhỏ, nhìn qua càng thêm cô đọng. Tiêu Phàm xác nhận nhiều lần mới yên tâm lại, bởi vì cái này hắc sắc vòng xoáy uy lực cũng không có giảm nhỏ, ngược lại mạnh lên, hơn nữa thôn vệ hỏa diễm càng nhiều, hắc sắc vòng xoáy biến càng ngày càng cô đọng cùng cường đại lên. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm thôn vệ hỏa diễm tốc độ càng lúc càng nhanh, thần hỏa kỳ lân rời đi, giờ phút này khả năng liền không nhất định an toàn. Ầm vang, mấy canh giờ sau đó, một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, cuồng bạo khí tức phun trào. Từng đạo năng lượng gợn sóng hướng về tứ phía bát phương phóng đi. Lại muốn đột phá, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn trước đó dung hợp phá toái tiểu thiên địa cùng thần cung, cô động thành hắc sắc vòng xoáy, cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh tiền kỳ đỉnh phong, cự ly cổ thần cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng hắn không nghĩ đến, đang thôn vệ những cái này hỏa diễm năng lượng sau đó, dĩ nhiên nhường hắn tu vi lại tiến một bước. Trực tiếp bước vào cổ thần cảnh trung kỳ. Mà giờ phút này, Chí Tôn Phần Thiên Viêm hỏa diễm năng lượng mới vẻn vẹn luyện hóa một nửa mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục thôn vệ hỏa diễm năng lượng, còn lại hỏa diễm năng lượng mặc dù không cách nào làm cho hắn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, nhưng ổn định cổ thần cảnh trung kỳ vẫn là dư xài. Hơn nữa, theo lấy hắn đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, hắn thôn vệ hỏa diễm năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn lại hỏa diễm năng lượng, đoán chừng không cần một canh giờ, liền có thể toàn bộ luyện hóa hầu như không còn. Cũng liền ở Tiêu Phàm quên hết tất cả ổn định tu vi thời khắc, thần hỏa kỳ lân lại là cũng đã khôi phục tốt thương thế, rời đi hỏa linh động. Hắn đứng ở hỏa linh tông đại điện cửa ra vào, trong lòng do dự, hỏa linh tông cũng liền hỏa linh tử thực lực mạnh nhất, nhưng là chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi, muốn giết chết Tiêu Phàm cái này biến thái, cơ hồ là không thể nào. Thần hỏa kỳ lân tự nhiên sẽ không như thế tùy tiện buông tha Tiêu Phàm, cướp đoạt hắn Chí Tôn Phần Thiên Viêm, thù này nó vô luận như thế nào đều muốn báo. Kỳ nhi, người đột phá cổ thần cảnh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đại điện bên trong đi ra, lại là hỏa linh tử, kinh hỉ nhìn xem thần hỏa kỳ lân nói. Ba ba, may mắn không làm nhục mệnh, hỏa kỳ trên mặt miễn cưỡng lộ ra tiếu dung. Tốt, không hổ là ta hỏa linh tử nhi tử. Hỏa linh tử ngửa mặt lên trời cười to, hỏa kỳ đột phá cổ thần cảnh, hắn hỏa linh tử cũng xem như kế tục có người. Hơn nữa hỏa kỳ như thế tuổi trẻ liền đột phá đến cổ thần cảnh, đợi một thời gian, đột phá cổ thần đỉnh phong cũng chưa chắc không thể. Bất quá, hỏa linh tử lại phát hiện hỏa kỳ trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ cao hứng, ngược lại lo lắng. Kỳ nhi, đột phá cổ thần cảnh là giá trị phải cao hứng thú sự tình, làm sao ngươi? Hỏa linh tử nghi hoặc nhìn xem hỏa kỳ nói.
Từ khi Hỏa Kỳ trở lại Hỏa Linh Tông sau, Hỏa Linh Tử luôn cảm thấy Hỏa Kỳ trở nên có chút bất đồng, về phần chỗ nào khác biệt, hắn lại không thể nói đến. Đột phá cổ thần cảnh có cái gì giá trị phải cao hứng, lúc đầu ta một năm bên trong liền có thể đột phá đến thần vương cảnh. Thần Hỏa Kỳ Lân trong lòng oán thầm không thôi. Bất quá hắn lời này lại là sẽ không theo Hỏa Linh Tử nói, nếu là bại lộ thân phận, đoán chừng muốn đối phó người khác khả năng liền nhiều, dù sao hắn dù sao cũng là thần thú bảng xếp hạng bên trên kháo tiền tồn tại. Ba ba, nếu như ta cho người biết, có người xông vào Hỏa Linh Động, người sẽ như thế nào? Thần Hỏa Kỳ Lân do dự lúc này nói, hắn trong thời gian ngắn không biết như thế nào đối phó Tiêu Phàm, chỉ có thể nhường Hỏa Linh Tử nghĩ biện pháp. Cái gì? Hỏa Linh Tử sắc mặt đại biến, là ai xông vào Hỏa Linh Động? Hỏa Linh Động thế nhưng là Hỏa Linh Tông bí mật lớn nhất, hắn cũng là bởi vì Hỏa Linh Động mới đột phá cổ thần cảnh, tự nhiên sẽ không để cho ngoại nhân ngấp nghé. Là Tiêu Phàm, Thần Hỏa Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi nói, ta lúc đầu có thể nhất cử đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, bất quá lại bị hắn cắt ngang, còn kém chút giết ta. Tiêu Phàm, Hỏa Linh Tử thanh âm đột nhiên cao không ít. Tiêu Phàm là người nào? Hắn rất rõ ràng, đây chính là chín phủ 13 tông thiên thần bảng tranh đoạt tái bài danh đệ nhất nhân vật A, ở thiên thần cảnh liền có thể chém giết cổ thần cảnh trung kỳ. Hắn Hỏa Linh Tử tự xưng thực lực cường đại, nhưng là chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Chẳng lẽ hắn là vì bí mật kia mà đến? Hỏa Linh Tử trong lòng hơi trầm xuống, thần sắc một trận biến hóa, tựa như đang xoắn suýt cái gì. Ba ba, Hỏa Linh Động bên trong có phải là thật hay không có thiên hạ đệ nhất thần hỏa chí tôn phần thiên viêm A, Tiêu Phàm nói hắn là vì chí tôn phần thiên viêm mà đến. Thần Hỏa Kỳ Lân lại tăng thêm một cây đuốc. Nhìn thấy Hỏa Linh Tử sắc mặt, hắn ẩn ẩn cảm giác, Hỏa Linh Tử có thể có biện pháp đối phó Tiêu Phàm, chỉ là hắn có chút do dự mà thôi. Nếu là có thể triệt để chọc giận Hỏa Linh Tử, Hỏa Linh Tử có lẽ có thể lưu lại Tiêu Phàm cũng không nhất định, đến lúc đó, chí tôn phần thiên viêm, hay là hắn vật trong bàn tay. Tốt một cái Tiêu Phàm, ta Hỏa Linh Tông cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại đem chủ ý đánh tới ta Hỏa Linh Tông trên đầu. Hỏa Linh Tử giận tím mặt, mặt lộ dữ tợn nói. Mở ra bàn tay, trong tay hắn bỗng xuất hiện một mai ngọc lệnh, nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp đem ngọc lệnh bóp nát, một vệt sáng xông thẳng chân trời. Đây là, Thần Hỏa Kỳ Lân nhíu mày, nghi hoặc nhìn xem Hỏa Linh Tử nói. Đây là Thiên Võ Thần Sơn truy kích lệnh, chỉ cần phát hiện Tiêu Phàm, liền có thể thông chi Thiên Võ Thần Sơn người, ta Hỏa Linh Tông cũng sẽ thu hoạch được Thiên Võ Thần Sơn phong thưởng. Hỏa Linh Tử hai mắt đỏ bừng, sát khí nặng nề nói. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là ngẫu nhiên chui vào Hỏa Linh Động, hắn chưa chắc sẽ đưa tới Thiên Võ Thần Sơn người đối phó Tiêu Phàm, dù sao, Thiên Võ Thần Sơn người nếu là phát hiện chí tôn phần thiên viêm, khẳng định sẽ đem chí tôn phần thiên viêm chiếm thành của mình. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm một phần vạn cướp đi chí tôn phần thiên viêm, đến lúc đó khả năng liền trúc lam múc nước, công dã tràng. Thiên Võ Thần Sơn người, Thần Hỏa Kỳ Lân sắc mặt biến đổi, kém chút nhịn không được trực tiếp một cái tát chết Hỏa Linh Tử. Ngươi nha, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tốt biện pháp, lại là vò đã mẻ không sợ rơi, đây là muốn đem chí tôn phần thiên viêm chắp tay cho người sao. Nó trong lòng đã có chút hối hận. Sớm biết rõ cũng không cần đem Tiêu Phàm tiến vào Hỏa Linh Động chiếm lấy chí tôn phần thiên viêm sự tình nói cho Hỏa Linh Tử. Dù sao, chỉ cần chí tôn phần thiên viêm ở Tiêu Phàm trên người, hắn liền còn có cơ hội lấy được, nhưng là hiện tại, hắn lấy được hy vọng khả năng liền 10 phần mong manh. Thế nhưng là sự tình đã đến nước này, Thần Hỏa Kỳ Lân cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hắn chỉ có thể chờ đợi Tiêu Phàm chủ động đi ra Hỏa Linh Động. Thiên Võ Thần Sơn người tự nhiên là không cảm ứng được chí tôn phần thiên viêm khí tức. Chờ đợi nửa ngày, trong nháy mắt liền đi qua mấy canh giờ, Thần Hỏa Kỳ Lân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, con ngươi nhìn chằm chằm phía sau núi. Là ai bóp nát truy kích lệnh? Đột nhiên, một tiếng quát to từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đi. Lục Kinh Long, Thần Hỏa Kỳ Lân liếc mắt liền nhận ra cầm đầu một người. Chính là Lục Kinh Long không thể nghi ngờ. Cự ly lần trước truy sát Tiêu Phàm, đi qua vài ngày thời gian, Lục Kinh Long sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi, thậm chí cực kỳ già nua, nhưng trên người huyết khí lại là tràn đầy rất nhiều. Hỏa Linh Tông Hỏa Linh Tử bái kiến thượng sứ,
Hỏa Linh Tử vội vàng lôi kéo thần Hỏa Kỳ Lân ống tay áo, hướng về phía nơi xa cung kính một xá nói. Tiêu Phàm ở đâu, ngươi nếu dám lừa gạt bản tọa. Lục Kinh Long sát khí nặng nề nhìn xem Hỏa Linh Tử, những ngày qua, hắn thế nhưng là một mực ở vì truy sát Tiêu Phàm sự tình sứt đầu mẻ chán, có thể liền Tiêu Phàm hình bóng đều nhìn không thấy. Là ngươi đang tìm ngươi ra ra sao? Chưa kịp Hỏa Linh Tử mở miệng, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ân, Lục Kinh Long lông mày hơi nhíu, cuồn cuộn uy áp bao phủ mà ra, bao phủ cả tòa ngọn núi, cổ thần cảnh đỉnh phong thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Hỏa Linh Tử nơm nớp lo sợ đứng ở nguyên địa, cái trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi, hắn mặc dù là cổ thần cảnh, có thể ở Lục Kinh Long cỗ uy áp này phía dưới, vẫn như cũ có chút không thở nổi. Thần Hỏa Kỳ Lân ngược lại còn tốt, bất quá hắn cũng ra vẻ khó coi, con ngươi lại là tìm thanh âm nhìn lại. Phía sau núi không trung, đứng đấy một đạo áo đen thân ảnh, đó là một cái thanh niên, hai tay ôm ngực, thần sắc đạm mạc nhìn xem bọn hắn cái phương hướng này. Là Tiêu Phàm, Lục Kinh Long một cái hạ nhân thuộc kinh hỉ hét lớn, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Danh con, ngươi rốt cục đi ra, lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào. Lục Kinh Long gầm thét một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, một vệt sáng hướng về Hỏa Linh Tử kích xạ mà xuống, nói, ngươi rất tốt, trọng thưởng. Đa tạ thượng sứ, Hỏa Linh Tử trên mặt vui vẻ, giương tay vồ một cái, chỉ thấy một mai càn khôn giới xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, nhìn lướt qua, bên trong dĩ nhiên nắm giữ vô số thiên tài địa bảo. Ở hắn nhìn đến, cho dù mất đi chí tôn phần thiên viêm, lấy được những vật này cũng đầy đủ. Huống chi. Tiêu Phàm tiến vào Hỏa Linh Động, cũng không chắc thật chiếm được chí tôn phần thiên viêm, thậm chí khả năng căn bản không có phát hiện chí tôn phần thiên viêm. Thần Hỏa Kỳ Lân cũng thở dài một hơi, chỉ cần Lục Kinh Long bọn họ không có tiến vào Hỏa Linh Động, liền sẽ không phát hiện chí tôn phần thiên viêm. Đồng dạng, chỉ cần Tiêu Phàm bất tử, cái kia chí tôn phần thiên viêm nó liền một mực có hy vọng lấy được. Chạy, Tiêu Phàm một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lục Kinh Long. Hắn hiện tại cũng đã ổn định ở cổ thần cảnh trung kỳ, coi như chính diện giao phong, cũng có thể cùng Lục Kinh Long một trận chiến, lại làm sao có thể chạy đây. Coi như giết không chết Lục Kinh Long, cũng có thể đem Lục Kinh Long bên người những người khác lưu lại, xem như thu chút lợi tức. Danh con, lần trước cái kia chọc mệnh thiên vĩ cứu được ngươi một mạng, là ngươi vận khí, lần này, không những người muốn chết, người đệ nhất thành tất cả mọi người đều phải chết, cho dù U Vân Phủ cũng đồng dạng muốn tiêu diệt. Lục Kinh Long sát khí bừng bừng. Đưa tay một chiêu, bên cạnh hắn người bỗng nhiên hướng về tứ phía bát phương lao đi, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm lại là bất phi sở động, ánh mắt một mực rơi vào Lục Kinh Long trên người, về phần người chung quanh, hắn liền con mắt đều không nhìn một chút. Tiêu Phàm dĩ nhiên không trốn. Hỏa Linh Tử thần sắc ngưng lại, nếu là đổi lại là hắn, đoán chừng đã sớm đường chạy. Thần Hỏa Kỳ Lân lại là nhíu mày. Hắn nhìn lại là cùng Hỏa Linh Tử khác biệt, Tiêu Phàm trên người khí tức 10 phần nội liếm, hắn hiện tại cũng nhìn không ra Tiêu Phàm là tu vi gì. Bất quá, hắn cảm giác Tiêu Phàm so trước đó ở trong Hỏa Linh Động biến mạnh hơn. Chúng ta hay là đi thôi, thần Hỏa Kỳ Lân ngưng tiếng nói. Đi, Hỏa Linh Tử hơi hơi nghi hoặc nhìn xem thần Hỏa Kỳ Lân, Tiêu Phàm coi như đột phá cổ thần cảnh, vậy cũng không thể nào là thượng sứ đối thủ, lần này, hắn chắp cánh khó thoát. Ta cũng đã nói cho ngươi, có đi hay không là ngươi sự tình. Thần Hỏa Kỳ Lân nhàn nhạt lưu lại một câu, liền hướng lấy nơi xa lao đi. Nếu như không phải xem ở chiếm cứ hỏa kỳ thân thể phân thượng, thần Hỏa Kỳ Lân căn bản không thèm để ý hắn. Sự tình đã đến nước này, hắn đối Hỏa Linh Tử cũng đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần Hỏa Linh Tử có nghe hay không, vậy liền không liên quan hắn sự tình. Kỳ nhi, Hỏa Linh Tử quát nhẹ một tiếng. Hắn không nghĩ đến bản thân nhi tử dĩ nhiên như thế cùng bản thân nói chuyện, nhìn qua Hỏa Kỳ rời đi bóng lưng, hắn cau mày. Nhưng mà, Hỏa Kỳ lại là cũng không quay đầu lại rời đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hỏa Linh Tông một đám trưởng lão nhao nhao từ đằng xa đi tới, kinh ngạc nhìn xem không chung nói. Cái kia không phải Tiêu Phàm sao? Hắn lại đắc tội với ai? Nhỏ giọng một chút. Đó là Thiên Võ Thần Sơn thượng sứ, đoán chừng chính là chu sát Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm cái này ma đầu, lần trước hắn diệt Lâm gia,
ta Hỏa Linh Tông không tìm hắn phiền phức cũng liền được rồi, hắn vậy mà còn dám đắc tội Thiên Võ Thần Sơn Thượng Sứ. Lần trước nghe nói hắn chạy trốn, lần này, đoán chừng chắp cánh khó thoát. Hỏa Linh Tông các vị trưởng lão nháy mắt nhận ra không trung đám người, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Không trung phía trên, Tiêu Phàm sắc mặt bỗng biến băng lạnh, ta đắc tội ngươi Lục gia mà thôi, nhốt đệ nhất thành cùng U Vân phủ chuyện gì. Hừ, ngỗ nghịch Thiên Võ Thần Sơn, liền là dạng này hạ tràng. Lục Kinh Long khinh thường nói. Không sợ nói cho ngươi, từ lúc hai ngày phía trước, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng đã diệt đệ nhất thành, hiện tại tính toán thời gian, đoán chừng U Vân Phủ cũng đã không sai biệt lắm diệt a. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm sắc mặt băng lãnh, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Hắn không nghĩ đến, bản thân một mực lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Bản tọa nói, đệ nhất thành cũng đã hủy diệt, U Vân Phủ cũng sắp hủy diệt, nói cho ngươi, là muốn cho ngươi chết thống khoái. Lục Kinh Long nhe răng cười nói, nhìn thấy Tiêu Phàm phẫn nộ bộ dáng, hắn trong lòng liền vô cùng sảng khoái. Ngươi Lục gia thật đúng là không biết xấu hổ, lấy nô diệt chủ cũng liền bình thường, U Vân Phủ đoạt được giới này đại tái đệ nhất, lý nên nhận Thiên Võ Thần Sơn phù hộ, người dĩ nhiên mặc cho Huyền Thiên Kiếm Tông xuất thủ. Huống hồ, người nhưng là trước mặt mọi người hứa hẹn, người sẽ không đối ta đệ nhất thành cùng U Vân Phủ xuất thủ. Tiêu Phàm mặt như băng xương. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, trên trán nổi gân xanh. Sinh khí, Lục Kinh Long khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, bản tọa là hứa hẹn qua lại như thế nào, Thiên Vũ vực, hay là ta Thiên Võ Thần Sơn định đoạt, diệt ngươi một cái nho nhỏ tam lưu thế lực, còn muốn với ai bản giao hay sao? Về phần U Vân Phủ, người yên tâm, Thiên Thần bảng tranh đoạt tái kết quả, hiện tại đoán chừng còn tại mang đến Thiên Võ Thần Sơn trên đường, U Vân Phủ diệt không sai biệt lắm. Hẳn là đến, ha ha. Lục Kinh Long càn rỡ tiếng cười to vang vọng Vân Tiêu, nhìn thấy mặt lộ dữ tợn Tiêu Phàm, hắn lại không nhìn được bổ sung một câu, đúng rồi, quên nói cho ngươi, diệt ngươi đệ nhất thành, cũng không phải ta Lục gia, mà là Huyền Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông cho bọn hắn thiếu tông chủ trả thù, có vẻ như cũng không cái gì sao không đúng địa phương. Lục gia, rất tốt, Tiêu Phàm đen kịt con ngươi hiện ra lãnh quang, lạnh giọng nói, ngươi nhớ kỹ. Chỉ cần ta Tiêu Phàm còn sống, tương lai một ngày nào đó, nhất định diệt ngươi cả nhà, liền một con chó đều sẽ không buông tha. Giết hắn, Lục Kinh Long giận tím mặt, đưa tay vung lên, dẫn đầu phóng tới Tiêu Phàm. Hắn mang đến mười mấy cổ thần cảnh cường giả nghe vậy, cuồng bạo khí tức tuôn ra, không muốn sống đồng dạng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Oanh, lúc này, Tiêu Phàm vị trí đột nhiên một tiếng nổ vang, lấy hắn làm trung tâm. Vô pháp vô thiên năng lượng ba động dập dờn mà ra, hư không cuốn lên vô số cuồng phong. Cổ thần cảnh trung kỳ, Lục Kinh Long cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức, con người bỗng nhiên co rụt lại. Mấy ngày trước đó, Tiêu Phàm vẫn chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, lúc này mới bao lâu, hắn liền đã đột phá cổ thần cảnh trung kỳ. Đột phá cổ thần cảnh, nhất bộ nhất trọng thiên A, tiểu tử này tại sao là nhảy ba cấp A? Cổ thần cảnh trung kỳ. Phía dưới, Hỏa Linh Tử đám người cũng sắc mặt đại biến, như thế đáng sợ khí tức, phóng tầm mắt toàn bộ Hỏa Linh Tông, cũng không có bất luận kẻ nào có thể địch. Hỏa Linh Tử lúc này mới nhớ tới thần Hỏa Kỳ Lân rời đi trước đó lời nói, bỗng nhiên kinh tỉnh lại, hét lớn, đi mau. Các vị trưởng lão không biết vì sao, bọn họ nghĩ đến bản thân trước đó còn tại chế nhạo Tiêu Phàm, trong lòng liền hối hận không thôi. Đi, hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được. Đều phải chết. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy từ trên người hắn bộc phát ra, nháy mắt đem cái kia mười mấy cổ thần cảnh cường giả bao phủ ở bên trong, theo sát mà đến, là từng đợt thê lương kêu thảm tiếng. Tiêu Phàm khí thế nhất thời có một không hai, giống như một tôn ma vương quân lâm thiên hạ, nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy dường như cối xay thịt đồng dạng, đem những cái kia cổ thần cảnh quấy đến vỡ nát. Cho dù là cổ thần cảnh hậu kỳ, ở trong tay hắn, cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, đây chính là Tiêu Phàm hiện tại thực lực. Cho dù Lục Kinh Long, hắn cũng dám chính diện ngạnh kháng, huống chi hắn thủ hạ đây. Vẻn vẹn không đến một cái hô hấp thời gian, Lục Kinh Long mang đến cổ thần cảnh liền triệt để không có âm thanh, hiển nhiên chết đến không thể lại chết. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể như thế mạnh.
Lục Kinh Long trong mắt lóe qua vẻ kinh hoàng, cho dù là hắn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đem hắn thủ hạ chém giết ha. Phải biết, hắn mang đến trong thủ hạ thế nhưng là còn có một cái cổ thần cảnh đỉnh phong, nếu như muốn trốn, cho dù đồng giai muốn giết hắn, đều không có khả năng. Nhưng mà, bây giờ lại bị Tiêu Phàm miểu sát. Phía dưới, Hỏa Linh Tông tu sĩ cũng toàn bộ đều sợ choáng váng mắt, đám người nghĩ đều không nghĩ, xoay người chạy. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, nơi nào sẽ nhường bọn họ đào tẩu, Hỏa Linh tử vì giết bản thân, cố ý đưa tới Lục Kinh Long, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hắn mở ra bàn tay, nhẹ nhàng lật một cái, thiên khung phía trên, một cái rộng lớn trưởng cương bỗng nhiên rơi xuống, giống như một mảnh thiên khung sụp đổ xuống tới. Không muốn giết ta, thượng sứ, cứu mạng, mau trốn, tiếng kêu sợ hãi vang vọng hư không, lần lượt từng bóng người không muốn sống đồng dạng hướng tứ phía bát phương chạy trốn. Hỏa Linh tử trong đầu cuối cùng hồi tưởng đến thần Hỏa Kỳ Lân lời nói, hắn rốt cục minh bạch thần Hỏa Kỳ Lân vì sao muốn rời đi, chỉ là hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm cái này ma đầu như thế đáng sợ. Đáng tiếc, Tiêu Phàm xuất thủ, tự nhiên là không lưu tình chút nào. Bọn họ còn chưa chạy ra Hỏa Diễm Sơn, cái kia to lớn bàn tay liền cũng đã rơi xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, thiên băng địa liệt, rộng lớn Hỏa Diễm Sơn trực tiếp sụp đổ, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm quay cuồng, thê lương tiếng kêu thảm thiết, bị cái kia nổ mạnh áp chế xuống. Lục Kinh Long mở to hai mắt nhìn xem phía dưới một màn, trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn đứng ở hư không, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chốc lát sau đó, hư không lúc này mới bình tĩnh trở lại, bụi bặm bao phủ nửa phía bầu trời, Lục Kinh Long linh hồn chi lực đảo qua, lại là không nhìn thấy một cái sống sót sinh linh. Chết, một bàn tay, dĩ nhiên trực tiếp hủy diệt một cái Tam Lưu Tông Môn, đây chính là Tiêu Phàm hiện tại thực lực sao? Hắn Lục Kinh Long nếu như toàn lực ứng phó mà nói, có lẽ cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối làm không được Tiêu Phàm như thế hời hợt. Hung, không phải bình thường hung. Lục Kinh Long mí mắt cuồng loạn, bậc này hung uy, dù là phóng tầm mắt Thiên Võ Thần Sơn một đám thiên tài, cũng hơi có không bằng. Hắn trong lòng đột nhiên có chút hối hận bản thân đắc tội Tiêu Phàm người này rồi, sớm biết rõ nên lôi kéo hắn, thế nhưng là bây giờ hối hận đã không kịp. Tiêu Phàm sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn Lục Kinh Long tại sao giết chết Tiêu Phàm, thế nhưng là ngầm cho phép Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt đệ nhất thành, cũng đối phó U Vân Phủ. Bây giờ đệ nhất thành đã bị diệt, thù này hận này, Tiêu Phàm chỉ có thể hận không thể đem hắn tháo thành tám khối, lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Lục Kinh Long trong lòng gầm thét, cuồn cuộn khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Một thoáng thời gian, hắn thân hình lóe lên, cầm trong tay một chuôi trường kiếm chém xuống Tiêu Phàm, đáng sợ kiếm khí gần như xé nát hư không, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, ở trong mắt hắn, Lục Kinh Long đã là một cái người chết. Cổ thần cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Thiên Võ Thần Sơn Lục gia người lại như thế nào? Dám diệt đệ nhất thành, liền phải tiếp nhận bản thân vô tận lửa giận, nhất định phải bỏ ra tử vong đại giới. Mắt thấy cái kia kiếm quang sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, 10 cái hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía trên. Mỗi cái vòng xoáy không lớn, cũng liền mấy trượng chu vi, nhưng phát ra uy thế, lại là không thể địch nổi. Bang bang, kịch liệt kim thạch giao minh vang lên, hư không hỏa tinh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén gào thét, lít nha lít nhít, uy thế kinh người. Lục Kinh Long một kiếm, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng lại khó hạ lạc mảy may. Trái lại Tiêu Phàm, lại là thần sắc đạm nhiên đứng ở cái kia, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Chỉ là màu đỏ tươi ánh mắt lộ ra vô tận sát ý. Không có khả năng, Lục Kinh Long kêu sợ hãi, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, bản thân thực lực, dĩ nhiên không làm gì được một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh tiểu tử. Giết, Lục Kinh Long gầm thét một tiếng, quanh thân thần lực kích động, đáng sợ đến cực điểm, tại hắn quanh thân, hiện lên một đầu thanh sắc thần long hư không, thần long gào thét, trên người hắn khí thế lần nữa tăng vọt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân đối chiến một cái cổ thần cảnh trung kỳ tiểu tử, dĩ nhiên không thể không thi triển ra tiên thiên thần thông. Đợi một thời gian, còn đến mức nào? Tiên thiên thần thông sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt,
sát ý không giảm mảy may, ngược lại càng thêm cường thịnh mấy phần. Theo lấy thần long hư ảnh xuất hiện, Lục Kinh Long kiếm cương tăng vọt, ngăn cản hắn hơn 10 cái hắc sắc vòng xoáy nhao nhao nổ tung, hóa thành năng lượng lợi kiếm loạn xạ. Thần long chạm, Lục Kinh Long dùng hết toàn lực gầm thét một tiếng, hai tay dùng sức ép một chút, thần lực bành trướng như hãn hải, kiếm cương lần nữa rơi xuống. Không thể không nói, Lục Kinh Long cũng là đồng giai bên trong người nổi bật, mặc dù không địch lại phong hầu cường giả, nhưng hắn thực lực cũng xa bay cái khác cổ thần cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Nếu không mà nói, ở Long Đằng phủ cử hành thiên thần bảng tranh đoạt tái thời điểm, những người khác cũng không chắc sẽ như thế cho hắn mặt mũi. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Lục Kinh Long, những cái kia vòng xoáy vỡ nát, tựa như không liên quan hắn sự tình một dạng. Giết ngươi đầy đủ, Lục Kinh Long cười lạnh liên tục, nhìn thấy kiếm cương sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn thiếu dung. Còn chưa đủ, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, hắn đột nhiên phát hiện, cứ như vậy tùy tiện giết Lục Kinh Long, khó phát tiết mối hận trong lòng. Phất tay, lại một cái vòng xoáy xuất hiện, trước đó chỉ có 10 cái, bây giờ lại nhiều đến 50 cái, số lượng gia tăng đồng thời, uy thế cũng nháy mắt bạo tăng. Lục Kinh Long nhìn thấy, con người hơi hơi co rụt lại, vừa mới dĩ nhiên còn không phải Tiêu Phàm toàn bộ thực lực. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong tay trường kiếm run rẩy, lần nữa dùng sức, nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, cái kia mấy chục cái vòng xoáy bắt đầu đi lên kéo lên. Hắn cầm kiếm hai tay cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy, trên trán thấm lộ ra tỉ mỉ mồ hôi, như tiểu trùng gân xanh ngọ nguậy, phía sau lưng cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Chạm cho ta, Lục Kinh Long trong lòng run rẩy dữ dội, cuồn cuộn gào thét một tiếng, sau lưng thần long lần nữa nộ minh, hai mắt muốn nứt. Hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Ầm ầm, một đạo kinh khủng tiếng phá hủy cuồn cuộn truyền ra, trường kiếm lại cũng không chịu nổi cỗ kia uy áp, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số lợi kiếm phóng tới tứ phía bát phương. Đồng thời, Lục Kinh Long bị một cỗ kinh khủng lực lượng xông ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm còn chưa chân chính xuất thủ, vẻn vẹn thi triển thần thông lực lượng liền ép tới hắn không thở nổi, hắn không dám tin tưởng một màn này. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhưng không có buông tha hắn dự định, thân thể theo vào, lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Chân hắn giẫm thái huyền thần du bộ, giống như thuấn di đồng dạng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lục Kinh Long trước người, mấy chục cái hắc sắc vòng xoáy nghiền ép mà ra. Thình thịch, Lục Kinh Long một cánh tay trực tiếp bị hắc sắc vòng xoáy xoắn nát, hóa thành vô tận xương máu bay vụt hư không. Tiêu Phàm đen kịt con người băng lãnh đến cực điểm, sát khí thâm trầm, chém giết Lục Kinh Long, hắn tận hết sức lực. Chốc lát sau đó, Lục Kinh Long bị thần thông ngữ hắc sắc vòng xoáy triệt để bao phủ, từng tiếng kêu thảm tiếng truyền đến. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vòng xoáy bên trong, tóc đen ở hư không bay lên, hắn liền tựa như một cái người đứng xem, tất cả những thứ này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hư không một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có vòng xoáy bên trong cái kia tê tâm liệt phế kêu thảm âm thanh, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể nghe lấy được. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Lục Kinh Long không hổ là đồng giai bên trong cường giả, mấy chục cái vòng xoáy nghiền sát hắn, dĩ nhiên mấy tức qua đi đều không có giết chết hắn. Phải biết, vừa mới những người kia, thế nhưng là vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian liền bị hắn chém giết hầu như không còn. Tiêu Phàm, ta nhất định phải ngươi chết không yên lành. Đột nhiên, một tiếng bạo hống từ cái kia màu đen vòng xoáy bên trong truyền ra, ngay sau đó, một vệt sáng từ mấy chục cái vòng xoáy bên trong xông ra. Ân, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ đến, Lục Kinh Long vậy mà còn có thể trốn được đi ra. Bất quá, tất nhiên chuẩn bị để hắn chết, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho hắn chạy trốn, thân thể nhanh chóng theo vào, một kiếm nổi giận chém mà ra. Bang, một tiếng thanh thúy nổ vang, Lục Kinh Long thân thể bị đánh bay, nhưng mà một kiếm này lại không có chém giết hắn. Hắn bên ngoài thân, ăn mặc một kiếm hắc sắc khải giáp chán phóng yếu ớt quang mang, đem Tiêu Phàm một kiếm ngăn cản bên ngoài. Pháp bảo, Tiêu Phàm rốt cục minh bạch tại sao Lục Kinh Long có thể trốn qua một kiếp, nguyên lai là nắm giữ pháp bảo. Đáng tiếc, hắn cho dù nắm giữ pháp bảo, cũng đồng dạng không ngăn cản được cái kia vô khổng bất nhập vòng xoáy,
trên người mình đầy thương tích, thụ thương thảm trọng. Danh con, ta nhất định muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Lục Kinh Long không phải Tiêu Phàm đối thủ, chỉ có thể giận mắng để phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hắn mượn Tiêu Phàm kiếm đạo lực lượng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Tiêu Phàm giao thủ, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi này. Ngươi chạy mất sao? Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, thân thể nếu như một đạo chớp lóe, nháy mắt xuất hiện ở Lục Kinh Long cách đó không xa. Lục Kinh Long nhìn thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn sau lưng thần long bỗng nhiên nổ tung, khí thế lần nữa kéo lên, dưới chân đạp mạnh, lại bỏ chạy mấy trượng cự ly. Đầu hắn cũng không dám trở về, chỉ muốn thoát ly Tiêu Phàm công kích phạm vi. Kẻ này quá mức quỷ dị, vừa mới đột phá cổ thần cảnh, liền nhất cử bước vào cổ thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn có thể đè lên hắn đánh. Nếu để cho hắn trưởng thành, còn đến mức nào, đoán chừng không phải là thần vương cường giả không thể trị hắn. Đã ngươi muốn chạy, vậy liền để ngươi chạy a. Tiêu Phàm mặt lộ lãnh quang, lời tuy nói như vậy, bất quá hắn lại nâng lên tay phải, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay một đạo bạch sắc hình trăng lưỡi liềm quang mang nở rộ, tập trung vào Lục Kinh Long, lần nữa xuất hiện, trực tiếp chui vào Lục Kinh Long mi tâm. Tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, Lục Kinh Long căn bản không có phản kháng lực lượng. Nhưng mà, nhường Lục Kinh Long kinh ngạc là, hắn thân thể lại là không có bất kỳ khác thường gì, nghĩ tới cái này, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, chỗ nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Trên người hắn chán phóng huyết quang, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Kinh Long thoát đi, lạnh giọng nói, ta nói muốn ngươi chết, ngươi liền sống không được. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quét phía dưới vỡ nát hỏa diễm sơn một cái, trên người sát khí vẫn như cũ chưa từng biến mất. Hắn lấy ra một mai ngọc phù, liền bắt đầu liên hệ Tu La Điện đám người, rất nhanh liền phải đến Ảnh Phong bọn họ hồi phục. Công tử, Tu La Điện sớm ở ngươi dưới sự nhắc nhở rời đi Đệ Nhất Thành. Đệ Nhất Thành đại bộ phận tu sĩ cũng đều rời đi, chỉ có một số ít người chết ở Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ trong tay. Ảnh Phong thanh âm từ ngọc phù bên trong truyền đến. Nói cách khác, vẫn có người đã chết. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm. Ngọc phù bên kia hơi hơi trầm mặc, hồi lâu mới nói, là, Đệ Nhất Thành phát triển tương đối nhanh, nhân khẩu đông đảo, có 600 vạn người tương lai được đến rời đi, toàn bộ bị Huyền Thiên Kiếm Tông giết chết. 600 vạn. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run, hắn hào xưng sát thần, nhưng là không có giết qua nhiều người như vậy. 600 vạn a, những cái này có thể đều là người, không phải run dế, hắn không biết, Huyền Thiên Kiếm Tông như thế nào hạ thủ được. Hắn mặc dù đã sớm biết rõ thái cổ thần giới tàn khốc, nhưng cái này vẫn như cũ vượt quá hắn dự liệu, đơn giản liền là mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Công tử, người không sao chứ? Ảnh Phong lo lắng thanh âm truyền đến. Ta không sao, Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ. Đúng rồi công tử, ta Tu La Điện nhận được tin tức, Huyền Thiên Kiếm Tông ở hủy diệt Đệ Nhất Thành sau đó, cũng đã chạy tới U Vân Phủ, mặt khác, Cổ Linh Phái cũng bắt đầu đối U Vân Phủ động thủ, chúng ta có cần hay không? Ảnh Phong lại hỏi, các ngươi không cần đi, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, sau đó thúc giục truyền âm ngọc phù phía trên mấy đạo linh hồn chi lực. Nói Tu La Điện tất cả mọi người nghe lệnh, ta muốn một ngày bên trong, Huyền Thiên Kiếm Tông, chó gà không tha. Là, truyền âm ngọc phù bên trong truyền đến mấy đạo thanh âm, hiển nhiên Tiêu Phàm truyền âm cho tất cả Diêm La. Lần này, Tiêu Phàm là thật sự nổi giận, Huyền Thiên Kiếm Tông dám giết Đệ Nhất Thành 600 vạn tu sĩ, hắn liền dám đem Huyền Thiên Kiếm Tông nhổ tận gốc. Công tử, ngươi, Ảnh Phong lại hỏi, có chút lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Ta không sao, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Công tử bảo trọng, Ảnh Phong hít sâu một cái nói, hắn cho dù cách xa nhau lấy ngọc phù, cũng dường như có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí. Tiêu Phàm thu hồi truyền ngôn ngọc phù, mặt như băng xương, trong mắt sát quang lấp lóe, lạnh giọng nói, Huyền Thiên Kiếm Tông, người dám giết ta Đệ Nhất Thành 600 vạn đệ tử, ta liền dám để cho ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông giết tông diệt tộc. Chân chính giết chóc, hiện tại mới bắt đầu. Bạch ma, hạn ngươi một ngày bên trong chạy tới U Vân Thiên Thành, còn dám lừa phỉnh ta, ta liền để ngươi thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc kệ bạch ma nghe không thể nghe lấy được, nhưng vẫn là hạ đạo này mệnh lệnh.
hắn trong lòng đối Bạch Ma ít nhiều có chút ý kiến, lấy Bạch Ma thực lực, vốn không nên vẻn vẹn có thể ngăn lại nhất mới đúng, Trọc Thiên Hồng chết, cùng Bạch Ma ít nhiều có chút quan hệ. Nếu như Bạch Ma có thể đủ tất cả lực ứng phó, Trọc Thiên Hồng cũng sẽ không bởi vì hắn mà chết. Đi tới giới này còn không có hảo hảo giết qua một trận, nhưng bọn họ đều tưởng rằng ta Tiêu Phàm dễ khi dễ. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, liền hướng lấy U Vân Thiên Thành vị trí lao đi. Giờ phút này, một mảnh sơn cốc bên trong, Bạch Ma chính đang uể oải nằm dưới mặt đất phơi nắng, trong miệng treo một cây cỏ đuôi chó, trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười nói, tiểu tử kia hẳn là chết a, ta Bạch Ma rốt cục khôi phục tự do. Vừa dứt lời, hắn trong lòng đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Bạch Ma, hạn ngươi một ngày bên trong chạy tới U Vân Thiên Thành, còn dám lừa phỉnh ta, ta liền để ngươi thần hồn câu diệt. Đột nhiên, Bạch Ma bỗng nhiên một cái lý ngư đả đính, đứng dậy, tựa như gặp quỷ đồng dạng, trong mắt đều là vẻ không thể tin, không có khả năng, hắn thế nào không chết. Bạch Ma xác thực là ở tính toán Tiêu Phàm, nếu không lấy hắn thực lực, lại làm sao có thể bị nhất cuốn lấy đây. Nhưng hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn nhìn ra hắn âm mưu, nghĩ tới cái này, Bạch Ma trong lòng một cái lộp bộp. Mẹ hắn, U Vân Thiên Thành ở đâu? Bạch Ma giận mắng một tiếng, bỗng nhiên hướng về ngoài sơn cốc phóng đi. Việc này, cự ly Hỏa Linh Tông không xa một tòa sơn cốc bên trong, tọa lạc một tòa đại điện trung ương tọa lạc một cái lão giả, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra lão giả là ai, chính là Lục gia nhị trưởng lão nhất. Đại điện hai bên, đứng đấy không ít tu sĩ, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ cung kính, bọn họ tựa như đang đợi cái gì. Nhị gia gia, nhị thúc cũng đã rời đi lâu như vậy, không có sự tình a. Lục Vô Trần không nhịn được mở miệng hỏi. Vô Trần, không cần lo lắng, cái kia Tiêu Phàm là mạnh, nhưng không có con chó này, hắn nhiều nhất cũng chính là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, Kinh Long giết hắn, chỉ bất quá trong nháy mắt sự tình. Nhất lắc lắc đầu cười nói. Lục Vô Trần gật gật đầu, lại nói, không biết tiểu tử kia tin tức là thật hay giả, nếu là có thể bắt sống hắn, ta định đem hắn thiên đao vạn quả. Trọc Thiên Hồng dùng tính mạng mình thi triển ra hắn thiên phú năng lực, dù là Lục Vô Trần là vô trần chi thể, mệnh cách cũng bị mệnh trọc chi khí gây thương tích, Trọc Thiên Hồng đã chết, hắn tự nhiên càng hận hơn Tiêu Phàm. Ta nghĩ, Kinh Long khẳng định cũng giống như người ý nghĩ, sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Nhất cười gật gật đầu nói, nhị thúc, cứu ta. Nhất thoại âm chưa rơi, đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi từ bên ngoài truyền đến, nhất trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Đây là nhị gia thanh âm, đại điện bên trong đám người nghe được cái kia tiếng cầu cứu, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc, sau đó nhao nhao hướng về bên ngoài đại điện phóng đi, nhất cùng Lục Vô Trần sớm đã biến mất ở trong điện. Ngoại giới, một đạo huyết quang từ không trung rơi xuống phía dưới, trực tiếp rơi vào đại điện cửa ra vào, Lục Vô Trần tiến lên một bước, vội vàng đỡ lấy đạo kia huyết ảnh. Huyết ảnh không phải kẻ khác, chính là Lục Kinh Long. Hắn giờ phút này máu me be bét khắp người, sắc mặt trắng bạch, tóc dài khô bạch, trên người hắc sắc khôi giáp đều hiện ra huyết quang. Nhị thúc, chuyện gì xảy ra? Lục Vô Trần kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Long, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lục Kinh Long không phải đi truy sát Tiêu Phàm sao, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Không biết tại sao, Lục Vô Trần trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nhất lách mình xuất hiện ở bên người Lục Kinh Long. Bàn tay chống đỡ ở sau lưng hắn, cuồn cuộn thần lực tràn vào Lục Kinh Long thể nội. Ngay sau đó, nhất con người kịch liệt co rụt lại, trên mặt đều là kinh hãi. Nhị gia gia, nhị thúc hắn, Lục Vô Trần trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng hỏi. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Long, bọn họ rất rõ ràng Lục Kinh Long thực lực, phóng tầm mắt chín phủ 13 tông, đơn đả độc đấu mà nói. Cổ thần cảnh bên trong tuyệt đối không có mấy người là Lục Kinh Long đối thủ. Dù là Thiên Đô phủ phủ chủ cùng Long Đằng phủ chủ những cái này vô hạn tiếp cận phong hầu cấp bậc tồn tại, cũng không có khả năng như thế trọng thương hắn. Có thể trước mắt Lục Kinh Long thương thế không phải giả, nếu như không phải có thể cảm nhận được hắn hô hấp, đám người đều tưởng rằng hắn là một cái người chết. Nhất sắc mặt khó coi đến cực điểm, thật lâu sau đó, mới lắc lắc đầu nói, Kinh Long. Là ai tổn thương ngươi, đầu kia bạch câu, ngựa trắng. Là Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cái kia tiểu ma đầu. Lục Kinh Long thanh âm hết sức yếu ớt,
trên người hắn huyết khí chậm rãi tiêu tán ra, vừa mới là một cỗ ý chí còn đang kiên trì lấy. Bây giờ trở lại Lục gia đại bản doanh, hắn cuối cùng một sợi ý chí cũng tiêu tán ra, cũng nhịn không được nữa, ngay cả đứng đều không có bất luận cái gì khí lực. Nếu như không phải Lục Vô Trần vịn hắn, hắn đoán chừng cũng sớm đã ngã trên mặt đất. Tiêu Phàm, đám người còn tưởng rằng mình nghe lầm, có thể nhiều người như vậy lại làm sao có thể nghe lầm đây, chỉ là Tiêu Phàm không phải thiên thần cảnh a, hắn lại làm sao có thể trọng thương Lục Kinh Long. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhất không nghĩ lấy cứu Lục Kinh Long, chỉ là hắn thần lực vẫn như cũ không muốn tiền vốn đồng dạng đưa vào Lục Kinh Long thể nội. Hắn đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, thực lực rất mạnh, đi theo ta đi người đều chết. Lục Kinh Long dùng hết cuối cùng một tia khí lực nói. Đám người nghe vậy, chỉ cảm giác trong lòng run lên, toàn thân kịch liệt run một cái. Lục Kinh Long thế nhưng là mang theo mười mấy cổ thần cảnh a, dĩ nhiên tất cả đều chết hết. Tiêu Phàm bên kia có cái gì người? Lục Vô Trần hỏi. Hắn liền một người. Lục Kinh Long cười thảm không thôi, tay hắn gắt gao nắm lấy nhất, nói, hai, thúc, cứu ta. Thoại âm rơi xuống, Lục Kinh Long thân thể đột nhiên mềm nhũn, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng, hướng về trên mặt đất cắm rơi xuống, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Hắn mở to hai mắt, mang theo mãnh liệt khẩn cầu, hai tay vẫn như cũ gắt gao dắt lấy nhất. Nhị gia, Lục gia các vị mọc ra giống to, trong mắt đều là sợ hãi, Lục Kinh Long không phải thụ thương mà thôi a, làm sao sẽ đột nhiên chết. Nhị thúc, Lục Vô Trần gào thét một tiếng, kinh khủng khí thế từ trên người hắn nở rộ mà ra, hai mắt đỏ tươi như máu, giống như một đầu tóc cuồng sư một dạng. Tiêu Phàm, ta Lục Vô Trần không giết ngươi. Thề không phải người. Lục Vô Trần ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm hướng về nơi xa nổi giận chém đến, một ngọn núi trực tiếp bị hắn một kiếm tiêu diệt. Thật lâu, Lục Vô Trần mới bình phục một cái suy nghĩ, nhìn xem cũng đã không có bất luận cái gì âm thanh Lục Kinh Long, hắn rốt cục đón nhận cái này sự thật. Tràng diện một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trong lòng đều rất trầm trọng, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến. Lục Kinh Long vậy mà sẽ chết ở một cái tân tấn cổ thần cảnh tu sĩ trong tay. Nếu như không phải Lục Kinh Long bản thân nói cho bọn họ tuyệt đối cho là hắn đang nói láo. Mở cái gì nói đùa, mấy ngày trước đó, bọn họ truy sát Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm mới chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, lúc này mới qua mấy ngày thời gian, Tiêu Phàm liền đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh, vậy cũng không nên giết chết được Lục Kinh Long a, cái kia chỉ là một cái tam lưu thế lực tiểu tử, có tài đức gì vượt giai chém giết nhất lưu thế lực thế hệ trước thiên tài đây. Thật lâu, Lục Vô Trần trên người cuồng bạo lệ khí lúc này mới bình tĩnh trở lại, hắn kiểm tra một cái Lục Kinh Long thân thể, thần sắc không khỏi biến vô cùng ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, Lục Kinh Long mặc dù vết thương chằng chịt, nhưng là lấy cổ thần cảnh tu vi, điểm ấy thương thế hẳn là sẽ không nhường hắn tử vong mới đúng. Chẳng lẽ là linh hồn bị thương? Lục Vô Trần hồi tưởng lên vừa mới bắt lấy Lục Kinh Long một màn, Lục Kinh Long cũng không giống linh hồn bị thương bộ dáng, hơn nữa đồng dạng linh hồn bị thương, cũng không thể tới chết. Hoặc là thần cách, Lục Vô Trần bàn tay chạm đến ở Lục Kinh Long mi tâm, linh hồn chi lực tràn vào trong đó, nhưng hắn kinh dị là, Lục Kinh Long thần cách cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thần cách chưa bị hao tổn, trên người thương thế cũng không đủ để chí mạng. Cái kia Lục Kinh Long là như thế nào chết đây? Nhị gia gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Vô Trần thực sự không biết Lục Kinh Long là như thế nào tử vong, hắn đành phải nhìn về phía nhất. Nhất lông mày một mực khóa chặt, tựa như rơi vào trong trầm tư, nghe được Lục Vô Trần mà nói mới lấy lại tinh thần, Kinh Long khí số diệt tuyệt. Khí số, đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ đều chưa nghe nói qua chữ này. Các ngươi không biết cũng bình thường, thế nhân chỉ biết là mệnh nguyên, đối với mệnh cách tới nói, mệnh nguyên có thể gia tăng thọ nguyên, cho người sống được càng lâu dài. Nhất hít sâu một cái, thần sắc lấp lóe không yên. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, khí số mới là người chân chính căn bản, cho dù thần cách, nhục thân, linh hồn đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng chỉ cần khí số hao hết, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hết cách xoay chuyển. Căn bản không phải nhân lực có khả năng vãn hồi. Đám người thần sắc run lên,
bọn họ đều không thể lý giải cụ thể khí số cái gọi là vật gì, nhưng đều biết rõ khí số đáng sợ. Nói như thế, thần cách là chính chúng ta quyết định, dù là thần cách bị hao tổn, chúng ta cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chữa trị. Nhất gặp đám người không minh bạch, lại giải thích nói, nhưng là khí số, chính là thiên định, khí số hao hết, tức là trời muốn ngươi vong, người lại như thế nào cùng trời đấu đây? Nhị gia gia, chiếu ngươi nói như vậy, khí số chỉ là hư vô phiêu miểu tồn tại. Lục Vô Trần mặt âm trầm. Không, nó thực sự là tồn tại. Nhất lắc lắc đầu, nói một cách vô cùng trịnh trọng, khí số mạnh, khí vận thì mạnh, chỉ là cụ thể như thế nào, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nhị trưởng lão, chẳng lẽ cái kia Tiêu Phàm nắm giữ hủy diệt người khác khí số phương pháp? Lục gia một cái cổ thần cường giả đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt lộ sợ hãi nói. Những người khác nghe vậy, cũng cau mày, nếu như Tiêu Phàm thật nắm giữ dạng này thủ đoạn, vậy cũng quá đáng sợ. Hẳn không phải là, khí số rất khó nắm lấy, chính là thiên định, há lại một người có thể tùy tiện cải biến. Nhất mười phần khẳng định nói, hắn hẳn là có một kiện đặc thù pháp bảo, hoặc là mượn nhờ một loại nào đó kỳ lạ lực lượng mới có thể làm được một bước này. Lập tức hắn lại bổ sung một câu, bất quá mọi người vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, cái này Tiêu Phàm, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Đám người gật gật đầu, Lục Vô Trần trong mắt càng là sát cơ bành trướng, lạnh giọng nói, vô luận như thế nào, Tiêu Phàm phải chết. Muốn cho hắn chết, cũng không khó. Nhất trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, nói tất cả mọi người chuẩn bị một phen, theo ta chạy tới U Vân Thiên Thành. U Vân Thiên Thành bên ngoài, từng chiếc thần chu lơ lửng không trung, lẫn nhau rằng co lấy, hư không càng là có không ít tu sĩ chính đang kịch liệt đại chiến, thiên khung đều bị nhuộm thành huyết sắc, hết sức huyết tinh. Xa xa nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn ra, thần chu hết thảy chia làm tam phương thế lực, có một phương thế lực đứng sừng sững U Vân Thiên Thành một phương, mà mặt khác hai đại thế lực, cuồng bạo khí thế ép hướng U Vân Thiên Thành. Tốt một cái Thiên Thi Tông, trong đó một chiếc thần chu phía trên, đứng đấy một người mặc chiến giáp nam tử trung niên, đang lạnh lùng nhìn xem đối diện thần chu, ngữ khí rét lạnh đến cực điểm, tựa như sự tình vượt ra khỏi hắn dự liệu một dạng. Chiến giáp nam tử trung niên không phải kẻ khác, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Huyền Cô Kiếm, hắn đã sớm dự định đối phó U Vân Phủ, âm thầm càng là liên hiệp U Vân Phủ tứ phương thế lực. Tại hắn nhi tử Huyền Bạch Y bị giết sau, càng là chỉnh quân chờ phân phó, tùy thời làm xong hủy diệt U Vân Phủ chuẩn bị. Thế nhưng là hắn không nghĩ đến, Thất Tinh Phủ lại là nửa đường từ bỏ đối phó U Vân Phủ, mà Thiên Thi Tông càng là trực tiếp đứng ở Huyền Thiên Kiếm Tông mặt đối lập. Nếu như không phải Lục gia âm thầm giật dây hắn Huyền Thiên Kiếm Tông đối phó U Vân Phủ, Huyền Cô Kiếm tuyệt đối sẽ cho là hắn bị Thiên Thi Tông cùng Thất Tinh Phủ đùa bỡn. Còn tốt, Cổ Linh Phái vẫn như cũ không có xé bỏ đồng minh, cùng hắn cùng nhau xuất thủ đối phó U Vân Phủ, nhưng hắn áp lực cũng giảm thiếu đi rất nhiều. Tông chủ, cũng đã đi qua vài ngày thời gian, Lục trưởng lão đoán chừng cũng không chờ được, ta xem hay là động thủ a. Huyền Cô Kiếm sau lưng một cái lão giả trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí nặng nề nói. Thiên Thi Tông bội bạc, tất nhiên vì thế lực khác khinh thường, huống hồ, bọn họ cũng chỉ đến 10 cái cổ thần cường giả, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn họ toàn bộ đều diệt. Một cái hôi bào lão giả lạnh giọng nói. Không sai, Tông chủ, chỉ cần diệt U Vân Phủ, ta Huyền Thiên Kiếm Tông phía sau có thể liền là Lục gia cây đại thụ này. Đến lúc đó coi như Thiên Thi Tông, cũng chưa hẳn có thể làm gì chúng ta. Lại một cái hắc bào trưởng lão cũng gật gật đầu. Huyền Cô Kiếm cau mày, trong lòng không ngừng trầm tư, trong lúc nhất thời không nắm được chủ ý. Huyền Tông chủ, lúc này, một đạo thanh âm ở Huyền Cô Kiếm bên tai vang lên, Huyền Cô Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy nơi xa một chiếc thần chu bên trên, đứng đấy một cái chiến bào màu trắng nam tử trung niên. Chu trưởng môn. Huyền Cô Kiếm gật đầu, nghi hoặc nhìn xem chiến bào màu trắng nam tử trung niên, hắn không phải kẻ khác, chính là Cổ Linh Phái trưởng môn Chu Thiên Tú, cổ thần cảnh đỉnh phong thực lực. Huyền Tông chủ, như thế kéo xuống dưới không phải biện pháp, ta Cổ Linh Phái ngăn lại Thiên Thi Tông tất cả mọi người, người Huyền Thiên Kiếm Tông diệt sát U Vân Phủ, như thế nào? Chu Thiên Tú trịnh trọng nói. Huyền Cô Kiếm trong lòng cười lạnh, cái này Chu Thiên Tú đánh ngược lại là tính toán thật hay. Ngăn lại Thiên Thi Tông, bọn họ căn bản không cần liều mạng, dù sao Thiên Thi Tông chỉ là còn Tiêu Phàm nhân tình mà đến.
nhưng hắn Huyền Thiên Kiếm Tông muốn hủy diệt U Vân Phủ, là thật muốn liều mạng, U Vân Phủ coi như là đợi làm thịt cừu non, vậy cũng sẽ thừa cơ cắn bọn họ mấy ngụm. Đang lúc hắn do dự thời điểm, đột nhiên nơi xa bay tới một chiếc thần chu bên trên phát ra cường hoành khí tức, nhường ở đây tất cả mọi người thần sắc cứng lại. Là Lục trưởng lão, Huyền Cô Kiếm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn không nghĩ đến Nhất dĩ nhiên tự mình dẫn người đến. Chẳng lẽ Nhất chuẩn bị vi phạm trước đó hứa hẹn, tự mình đối U Vân Phủ động thủ sao? Tất cả mọi người nghe, Tiêu Phàm giết Thiên Võ Thần Sơn trưởng lão, nên Chu cửu tộc, U Vân Phủ ẩn chứa tội nhân, cùng tội. Nhất còn không có tới gần, thanh âm liền cũng đã truyền khắp thiên địa. Cái gì? Đoàn người trợn to hai mắt, không dám tin tưởng bản thân nghe được. Mà U Vân Phủ tu sĩ, lại là biến vô cùng bàng hoàng lên. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái đối phó U Vân Phủ cũng liền bình thường, hiện tại Thiên Võ Thần Sơn dĩ nhiên cũng phải xuất thủ, bọn họ lại làm sao có thể ngăn cản được đây. Bất quá để cho bọn họ tuyệt vọng còn tại phía sau, lại là nhìn thấy Nhất thanh âm tiếp tục vang lên. Dám giữ gìn U Vân Phủ người, tội cùng U Vân Phủ. Nhất lại nhìn Thiên Thi Tông vị trí sau lưng một cái, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía, băng lãnh con người tập trung vào Thiên Thi Tông thần chu vị trí. Huyền Cô Kiếm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ cần không có Thiên Thi Tông từ đó cản trở, hắn Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái muốn hủy diệt U Vân Phủ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Thi Hoàng Tử đứng ở trên thần chu, sắc mặt một trận phức tạp, hắn đã đáp ứng Tiêu Phàm, chỉ cần hắn không chết, liền muốn cứu U Vân Phủ. Nhưng hắn không nghĩ đến, sự tình phát triển đến dạng này cấp độ, Lục gia quá không biết xấu hổ, lại muốn tự mình động thủ. Thiên Thi Tông tuy mạnh, nhưng còn không có cường đại đến cùng Thiên Võ Thần Sơn là địch cấp độ, cho dù là Lục gia nhất mạch, liền đủ để cho Thiên Thi Tông gạch tên. Thiếu chủ, Thi Hoàng Tử bên người một cái lão giả nhíu mày, đã có nhượng bộ chi tâm. Hắn nhìn thấy Thi Hoàng Tử bất phi sở động, lại nói, thiếu chủ, chúng ta không có đối phó U Vân Phủ cũng đã xem như hết tình hết nghĩa, ngăn lại Huyền Thiên Kiếm Tông cũng liền bình thường, nhưng tuyệt không thể cùng Thiên Võ Thần Sơn là địch. Thi Hoàng Tử lông mày hơi nhíu, hít sâu một cái, tựa như làm một cái gian nan quyết định. Thiên Thi Tông tất cả mọi người nghe lệnh, rời khỏi ngoài trăm dặm. Thi Hoàng Tử quát khẽ, thanh âm truyền khắp toàn trường. Là, thiếu chủ, một đám trưởng lão nới lỏng khẩu khí, nhưng mà, bọn họ lại là nhìn thấy Thi Hoàng Tử đột nhiên đạp không mà lên, cầm trong tay một chuôi đại đao đứng giữa trời. Thiếu chủ, ngươi, cái kia trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Thi Hoàng Tử. Còn không có chờ hắn nói xong, Thi Hoàng Tử liền ngắt lời hắn, người không có tin, mà không lập, ta đã đáp ứng Tiêu Phàm, chỉ cần ta không chết, liền không thể nhìn xem U Vân Phủ hủy diệt, từ giờ trở đi, ta không lại là Thiên Thi Tông thiếu chủ, các ngươi đều bỏ đi. Thi Hoàng Tử lời nói âm vang có lực lượng, nói năng có khí phách, Tiêu Phàm đã từng giết người khác, hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương, nhưng về sau Tiêu Phàm lại nhiều lần cứu hắn. Hắn tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem U Vân Phủ hủy diệt. Thiên Thi Tông một đám trưởng lão sắc mặt hơi hơi biến đổi, bất quá vẫn là mang theo Thiên Thi Tông tu sĩ rời đi, cùng Thiên Võ Thần Sơn là địch, bọn họ còn không có lá gan này. Về phần Thi Hoàng Tử, hắn vẻn vẹn lấy người danh nghĩa trợ giúp U Vân Phủ, hơn nữa còn là đã từng đáp ứng Tiêu Phàm điều kiện, tất cả những thứ này cùng Thiên Thi Tông không quan hệ. Hừ, tự xưng thiên tài. Coi là đột phá cổ thần cảnh liền có thể cản ta hai đại tông môn sao? Huyền Cô Kiếm khinh thường, phất phất tay nói, Huyền Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người nghe lệnh, phá trận, giết không tha. Cổ Linh Phái tất cả mọi người nghe lệnh, U Vân Phủ tu sĩ, giết không tha. Chu Thiên Tú cũng vội vàng quát to, sợ bỏ qua cái gì? Giết, Nhất khẽ nói một tiếng, hắn sau lưng hơn 20 cổ thần cảnh cường giả, toàn bộ đều đạp không mà lên. Kinh khủng công kích phóng tới U Vân Thiên Thành vị trí. Lúc này, U Vân Thiên Thành bên trong cũng chạy ra khỏi 20 đạo thân ảnh, mỗi người trên thân phát ra khí tức đều là cổ thần cảnh, cường thế vô cùng. U Vân Thiên Thành suy nhược, có thể lưu lại đảm nhiệm trưởng lão, trên cơ bản đều là trung thành U Vân Phủ người, nếu không mà nói, lại mấy đại thế lực vây công U Vân Phủ lúc, bọn họ đã sớm đường chạy. Ta U Vân Phủ chưa bao giờ ngỗ nghịch qua Thiên Võ Thần Sơn. Ngươi Lục gia ép người quá đáng. Thiên Võ Thần Sơn đại trận bên ngoài, một cái hắc bào trung niên nam tử trợn mắt nhìn, sát tâm nổi lên.
hắn thân làm U Vân Phủ phủ chủ, kỳ thật đã sớm nghĩ tới bây giờ cục diện, thậm chí càng kém cục diện cũng đều nghĩ tới, chỉ là không nghĩ đến Thiên Võ Thần Sơn dĩ nhiên tự mình xuất thủ, cái này khiến hắn cực kỳ không cam lòng. Ba ba, không cần đến cùng bọn hắn nói nhảm, ta U Vân Phủ tu sĩ, cũng không phải đợi làm thịt cừu non, cho dù chết, cũng phải cắn xuống bọn họ mấy ngụm thịt. Thanh Minh phẫn nộ quát, cái kia hắc bào nam tử hiển nhiên là hắn phụ thân Thanh Khung phủ chủ. Hắn nguyên bản coi là U Vân Phủ đoạt được thiên thần bảng tranh đoạt tái liền có thể trốn qua một kiếp, có thể tuyệt đối không nghĩ đến, Thiên Võ Thần Sơn Lục gia dĩ nhiên như thế vô liêm sỉ. Giết, Thanh Khung khẽ cắn môi, băng lãnh phun ra một chữ, dẫn đầu xông tới. U Vân Thiên Thành bên ngoài, trong lúc nhất thời hỗn loạn một đoàn, 70-80 cổ thần cảnh cường giả chiến đấu cùng một chỗ, uy thế kinh người, thiên băng địa liệt, đáng sợ đến cực điểm. Bất quá, U Vân Phủ một phương rõ ràng ở vào yếu thế, bọn họ chỉ có 20 người tới, mà đối diện, lại là nhiều đến 60 người, hoàn toàn là một mảnh ngược lại. Vẻn vẹn chốc lát, thì có mấy cổ thần cảnh đẫm máu, bỏ mình đạo tiêu, được không thảm liệt. Phóng tầm mắt thiên vũ vực, cổ thần cảnh cường giả cũng đã xem như đỉnh phong nhân vật, nhưng mà hôm nay, mạng bọn họ không thể so với sơ giai tu sĩ chân quý. Ầm ầm, hư không nổ vang không dứt, đáng sợ lực lượng bao phủ tứ phía bát phương, U Vân Thiên Thành hộ thành đại trận gần như lung lay sắp đổ. Đáng tiếc, U Vân Phủ một đám cổ thần cảnh cường giả nhưng lại không thể làm gì, bọn họ không đến 20 người, lại làm sao có thể chống đỡ được 60 cái cổ thần cảnh đổ sát đây. U Vân Thiên Thành bên trong, tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, đối mặt cổ thần cảnh, bọn họ yếu ớt như là con sâu cái kiến, hiện không nổi bất luận cái gì bọt nước. Trời muốn diệt ta U Vân Phủ sao? Thanh Khung nộ khiếu, một kiếm đẩy lui đối diện Huyền Cô kiếm, trong mắt giết sạch bắn ra bốn phía, hắn không nghĩ đến, U Vân Phủ cò. Đó là, mắt sắc tu sĩ trợn to hai mắt nhìn về phía U Vân Thiên Thành vị trí, cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa túc sát kiếm khí. Ta còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, xông vào phía trước nhất hai cái cổ thần cảnh tu sĩ, trực tiếp bị đạo kia kiếm khí chặn ngang chặt đứt, sau đó xé thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Nháy mắt này, chiến đấu bỗng ngưng một cái, đoàn người ánh mắt nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại. Một kiếm chém giết hai cái cổ thần cảnh cường giả, đây là cỡ nào hung uy? Xuất kiếm người là ai? Táng Quang kiếm, Lục Vô Trần sắc mặt âm trầm nhìn xem một kiếm kia, trong lòng sát ý càng tăng lên. Đúng lúc này, chân trời một điểm đen nhanh chóng tới gần, hai cái hô hấp thời gian, hắc ảnh liền xuất hiện ở U Vân Thiên Thành bên ngoài. Đó là một cái hắc bào thanh niên, một bộ hắc bào đón gió phiêu động, nộ phát bay tứ tung, đáng sợ hàn ý từ trên người hắn phát ra, liền hư không đều đông kết trở thành xương lạnh, có thể nghĩ giờ phút này hắn sát ý. Tiêu Phàm, là Tiêu Phàm, hắn dĩ nhiên thật đến. Hắn thực lực, làm sao lại như vậy kinh khủng, một kiếm miểu sát hai cái cổ thần cảnh, cái này cũng quá đáng sợ. Đoàn người nhận ra người tới, trong mắt đều là kinh ngạc. Cổ linh phái tu sĩ toàn bộ đều ngừng thân hình, sợ hãi nhìn xem phía trước hắc bào thanh niên, khẽ động đều không dám động, bọn họ không quen biết Tiêu Phàm, nghe được đoàn người nghị luận âm thanh, thế mới biết người trước mắt thân phận. Tiêu Phàm đen kịt con ngươi liếc nhìn lấy U Vân Thiên Thành bên ngoài cụt tay cụt chân, hai mắt đỏ bừng, giống như máu nhuộm, hắn muốn phát cuồng, diệt sát nơi này tất cả địch nhân. Tiêu huynh, người đi mau, chờ người cường đại lên, lại thay ta U Vân Phủ báo thù. Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, không mừng mà kinh. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm một kiếm có thể chém giết hai cái cổ thần cảnh, vậy cũng hẳn là hắn cực hạn. Hơn nữa, cái kia bị hắn chém giết hai người, cũng chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ mà thôi. Mà ở trong đó, thế nhưng là có không ít cổ thần cảnh đỉnh phong, bọn họ nếu là vây công Tiêu Phàm cũng tuyệt đối có chết vô sinh. Là ta liên lụy mọi người. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, tiện tay hướng về phía U Vân Thiên Thành bên ngoài thi cốt thật sâu bái. U Vân Phủ hoành bị này họa, cùng hắn quả thật có quan hệ rất lớn, nếu như không phải đắc tội Lục gia, U Vân Phủ có lẽ liền sẽ không có cái này kiếp nạn. Đáng tiếc, hắn tốc độ cao nhất chạy tới nơi đây, vẫn như cũ đã chậm, mới dẫn đến U Vân Phủ tu sĩ tử thương thảm trọng. Cái này không liên quan ngươi sự tình, chỉ có thể trách Lục gia vô liêm sỉ, coi như ngươi không đắc tội Lục gia,
Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái cũng sẽ tìm cái khác viện cớ đối phó U Vân Phủ. Lúc này, mở miệng nói chuyện lại là Thanh Khung. Thanh Khung nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, hắn còn nhớ rõ hai ngày trước hắn đại ca Thanh Thương cùng hắn nói chuyện, U Vân Phủ muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tiêu Phàm, U Vân Phủ chỉ có thể diệt càng thêm triệt để. Nguyên bản Thanh Khung trong lòng đối Tiêu Phàm có chút không thích, nhưng hắn tin tưởng hắn đại ca, dù sao Thanh Thương cùng Tiêu Phàm tiếp xúc thời gian dài hơn, hiểu rõ cũng nhiều hơn. Tiêu huynh, người đi mau, không cần quản chúng ta. Thanh Minh cũng vội vàng mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hắn không lo lắng bản thân thương thế, chỉ muốn Tiêu Phàm rời đi, chỉ cần Tiêu Phàm còn sống, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái liền muốn kiêng kỵ mấy phần, dù sao bọn họ vừa mới đều thấy được Tiêu Phàm đáng sợ. Hừ, giết ta Thiên Võ Thần Sơn trưởng lão, còn muốn chạy trốn. Lúc này, Nhất hừ lạnh một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Lục Kinh Long chết rất có kỳ quặc, nếu như Tiêu Phàm thật nắm giữ diệt tuyệt người khác khí số năng lực, cái kia vô luận như thế nào đều muốn đem hắn lưu ở nơi này. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Nhất, lạnh giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn, hôm nay, ta liền giết các ngươi, ngày sau, lại giết đến tận Thiên Võ Thần Sơn, diệt ngươi Lục ra cả nhà. Tê đoàn người con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Diệt Lục ra cả nhà. Lời này Tiêu Phàm thực có can đảm nói, Lục gia thế nhưng là nắm giữ thần vương cấp bậc cường giả a, nếu không mà nói, Lục gia năm đó lại có thể nào hủy diệt quân gia, nhất cử trở thành Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch đây. Cho dù Thanh Khung, Thanh Minh cùng Thi Hoàng tử mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, lời này ở Thiên Vũ vực, đơn giản liền là làm trái chi ngôn, muốn bị tru cửu tộc. Liền bằng ngươi lời này, bản tọa liền muốn tru ngươi cửu tộc. Nhất phẫn nộ thời khắc, ánh mắt lại là thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tứ phương, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Giống như ta không nói lời này, ngươi liền không giết ta cũng như thế, ngươi Lục gia vô liêm sỉ, ta đã sớm kiến thức qua, không sợ lại kiến thức một lần. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Thoại âm rơi xuống, hắn nâng lên bàn tay, tử huyết sắc tu la kiếm xuất hiện ở trong tay, cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Hôm nay, trước thu chút lợi tức. Diệt Cổ Linh Phái cùng Huyền Thiên Kiếm Tông lại nói. Tiêu Phàm cầm kiếm chỉ cách đó không xa Cổ Linh Phái một loại tu sĩ nói. Diệt cái này diệt cái kia, người có thể diệt người nào? Nhất hừ lạnh một tiếng, một trường hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà tới, phong hầu cường giả hung uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão đồ vật, người đối thủ là ta. Lúc này, hư không một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang ảnh lấp lóe. Ngay sau đó một cái lợi chảo từ trong hư vô nhô ra, xông thẳng Nhất mà đi. Nhất vội vàng thời khắc, trường cương chuyển di phương hướng, cùng cái kia chảo cương đụng vào nhau, thân hình bị đẩy lui, lạnh lùng nhìn xem người tới. Ở Tiêu Phàm trước người, đột nhiên nhiều hơn một đầu bạch sắc tiểu cẩu, ngoại trừ bạch ma còn có thể có ai đây? Hôm nay ngươi nếu còn dám cùng ta chơi tâm tư, ta muốn ngươi tử vong nơi táng thân. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn bạch ma một cái. Sát quang bắn ra bốn phía. Bạch ma toàn thân giật mình một cái, hắn tin tưởng Tiêu Phàm tuyệt đối là loại kia nói ra được làm được người, nghĩ tới cái này, hắn gầm thét một tiếng, lần nữa điên cuồng nhào về phía Nhất. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn bạch ma một cái, không còn nói cái gì, mà là nhìn về phía Cổ Linh Phái, ánh mắt kia bên trong đều là vô tình cùng lạnh lùng. Cổ Linh Phái tu sĩ không khỏi sợ run cả người, trên mặt lộ ra hoảng sợ, ánh mắt kia quá đáng sợ, vừa mới một kiếm kia, bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Giết hắn, Chu Thiên Tú cái thứ nhất lấy lại tinh thần, Cổ Linh Phái một đám cổ thần cảnh cường giả không chiến trước sợ, cái này cũng không phải điểm tốt. Thoại âm rơi xuống, Chu Thiên Tú cái thứ nhất xông tới, cái khác mười mấy cổ thần cảnh cường giả cũng lấy dũng khí, bọn họ cũng không tin, mười mấy người còn giết không chết một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh tiểu tử. Nếu như Lục Kinh Long ở dưới suối vàng có biết, có lẽ sẽ cảm thán gặp được người trong đồng đạo. Mắt thấy hơn 10 cái tu sĩ đánh giết mà tới, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, Thanh Minh bọn họ tâm đều thoát lên tới cổ họng. Đây chính là một đám uy tín lâu năm cổ thần cảnh cường giả A, cổ thần cảnh đỉnh phong đều có hai cái, dạng này thực lực, cho dù gặp gỡ phong hầu cường giả, đoán chừng cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến.
Tiêu huynh, mau trốn. Thanh Minh giống to, sốt ruột vô cùng. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là vô tri a, coi là đột phá cổ thần cảnh, liền vô địch thiên hạ sao. Đoàn người châm chọc khiêu khích, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, U Vân Phủ an nguy, sẽ quyết định ở một cái hậu bối tiểu tử trong tay. Coi như Tiêu Phàm thú sủng rất cường đại, nhưng là vẻn vẹn có thể ngăn lại nhất mà thôi, cái khác mấy chục cái cổ thần cảnh, cũng đầy đủ tùy tiện hủy diệt U Vân Phủ. A, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, những người này, thật sự cho rằng bản thân vẫn chỉ là thiên thần cảnh, hoặc là vừa mới đột phá cổ thần cảnh tiền kỳ sao? Nếu như chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, bọn họ muốn giết hắn Tiêu Phàm, xác thực có chút độ khó, nhưng là hiện tại. Ngự, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, 20-30 hắc sắc vòng xoáy lăng không xuất hiện ở hắn quanh thân, sau đó nhanh chóng mở rộng, hướng về tứ phía bát phương rảo sát tới, bao phủ một phương thiên địa. Ầm ầm, hư không từng đợt đáng sợ va chạm vang lên, cổ linh phái 10 cái cổ thần cảnh cường giả, hoàn toàn bị những cái kia vòng xoáy bao phủ ở bên trong. Đám người chỉ cảm giác một cỗ tử vong uy hiếp quanh quẩn trong lòng, vung không đi. Không tốt, mau lui lại. Chu Thiên Tú sợ hãi giống một tiếng, hắn kinh hãi phát hiện, bản thân dĩ nhiên không làm gì được cái kia màu đen vòng xoáy, ngược lại là hắc sắc vòng xoáy không ngừng lôi xé hắn nhục thân cùng linh hồn, kinh khủng đến cực điểm. Hắn ra sức công kích tới vây khốn hắn hắc sắc vòng xoáy, muốn hướng bên ngoài đào tẩu, lại phát hiện như vùi lấp bùn trạch đồng dạng, khó có thể động đậy. Làm sao có thể, Chu Thiên Tú sợ hãi đến cực điểm, hắn chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm trước đó dùng đồng dạng chiêu số miểu sát lục ra 10 mấy cổ thần cảnh cường giả. Ngay cả lục kinh long xâm nhập trong đó, nếu như không có pháp bảo khải giáp hộ thể mà nói, cũng bị rảo sát trở thành thịt nát. Hắn Chu Thiên Tú mặc dù là cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng cùng lục kinh long so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch, càng không có pháp bảo khải giáp hộ thân. Lại thế nào là những cái này hắc sắc vòng xoáy đối thủ đây? Chu Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng, lại là nhìn thấy cổ linh phái cổ thần cảnh cường giả nguyên một đám bị xé rách thành xương máu, vẻn vẹn một hai cái hô hấp thời gian, liền chết hơn phân nửa. Chỉ có hắn và một cái khác cổ thần cảnh đỉnh phong còn tại miễn cưỡng kiên trì, nhưng là căn bản kiên trì không được bao lâu. Các ngươi mới vừa nói ta giết được người nào? Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở Chu Thiên Tú bên tai, tựa như tử thần âm phù, dọa đến hắn toàn thân run một cái. Phốc, không chờ hắn lấy lại tinh thần, một chuôi trường kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm, Chu Thiên Tú trợn to hai mắt, trong mắt đều là kinh khủng cùng không cam lòng. Hắn nghĩ không ra, Tiêu Phàm một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh tu sĩ, vì sao biết như thế cường đại, liền hắn cái này cổ thần cảnh đỉnh phong đều không phải đối thủ. Làm sao sẽ, Chu Thiên Tú cuối cùng phun ra ba chữ, liền bị tu la kiếm quấy đến vỡ nát, thần hồn câu diệt, chỉ có một khỏa thần cách lưu lại, cái này hay là Tiêu Phàm không nghĩ hủy đi thần cách duyên cớ. Tới chết, Chu Thiên Tú đều không nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ chết ở một cái thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trong tay. Bởi vì đây chính là chênh lệch, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, nhìn thấy cổ linh phái cái cuối cùng cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh diệt vong. Hắn lúc này mới nâng lên băng lãnh con ngươi nhìn về phía nơi xa một chiếc thần chu. Ngoại giới, đoàn người kinh hãi nhìn xem cái kia mấy chục cái vòng xoáy, chỉ cảm giác tê cả da đầu, tử vong chi khí ở hư không tràn ngập. Đây là cái gì thần thông, làm sao lại như vậy đáng sợ? Đoàn người có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Một chiêu thần thông, lại đem cổ linh phái tất cả mọi người đều lồng chụp vào trong. Chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn duy nhất một lần đối phó 10 cái cổ thần cảnh hay sao? Thật đúng là tự chịu diệt vong. Cũng có tu sĩ cười lạnh không thôi, mỉa mai mở miệng nói. Một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh người, tại sao có thể là 10 mấy cổ thần cảnh đối thủ đây? Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người thanh âm két két mà dừng, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng hư không? Không có khả năng. Đoàn người trong lòng bỗng nhiên rung động, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu, đông lạnh triệt linh hồn. Chỉ thấy nơi xa nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy biến mất, bên trong tất cả toàn bộ đều bại lộ đi ra, nhưng mà, nơi đó chỉ đứng đấy một đạo thân ảnh kia lại là Tiêu Phàm. Về phần cổ linh phái hơn 10 cái đối phó Tiêu Phàm người, lại toàn bộ đều không thấy. Chết, đoàn người rầm rầm nuốt nuốt nước bọt.
rất nhiều người không nhìn được rụi rụi con mắt, còn tưởng rằng mắt mình hoa. Lão Tam, người đánh ta một bàn tay. Một cái trung niên tu sĩ run rẩy mở miệng nói. Ba, đau, là thật, cái kia trung niên tu sĩ một cái tay bưng bít lấy miệng, trợn to hai mắt nhìn phía xa, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Những người khác cũng toàn bộ đều chẳng tốt đẹp gì, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, giống như lại nhìn một tôn ma vương. Đây chính là 10 cái cổ thần cảnh A, trong đó một người hay là cổ linh phái trưởng môn, dĩ nhiên bị hắn giết chết. Toàn trường tu sĩ lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng bọn hắn trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, Tiêu Phàm kinh khủng ở tất cả mọi người trong lòng đều thăng lên đến một cái đáng sợ cấp độ. Làm sao có thể, nơi xa Lục Vô Trần nỉ non, trong mắt kịch liệt run rẩy. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ, có thể Tiêu Phàm thực lực, so với hắn tưởng tượng muốn đáng sợ rất nhiều. Nếu như hiện tại cùng Tiêu Phàm một trận chiến, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì nắm chắc, chí ít, hắn không thể như thế hời hợt chém giết 10 cái cổ thần cảnh cường giả. Huyền Thiết Kiếm Tông tu sĩ toàn bộ đều run rẩy lên, Huyền Cô Kiếm Tâm hung hăng co quắp, hắn cũng khó có thể tiếp nhận trước mắt một màn. Cũng liền làm đám người chấn kinh ở Tiêu Phàm đáng sợ thực lực bên trong lúc, Tiêu Phàm đột nhiên nâng lên trong tay Tu La Kiếm, hướng về phía cổ linh phái tu sĩ vị trí lăng không chém một cái. Nghịch loạn, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, nghịch loạn kiếm khí mãnh liệt cuộn trào ra, che khuất bầu trời, nháy mắt đem cổ linh phái cái kia từng chiếc thần chu bao phủ ở bên trong. Cổ linh phái cổ thần cảnh cũng đã tử vong, những cái này thiên thần cảnh cực kỳ phía dưới tu sĩ, lại có thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Trong lúc nhất thời, kêu thảm tiếng bên tai không dứt, quanh quẩn ở thiên không, nhưng mà, Tiêu Phàm con ngươi lại không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Dám diệt U Vân Phủ, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, người này ăn thịt người thế giới, người nghĩ ăn thịt người, vậy cũng muốn làm tốt bị người ăn chuẩn bị, đạo lý liền là như thế đơn giản. Những người kia, chừng mấy ngàn người, nhưng Tiêu Phàm chém giết bọn họ, lại là liền mí mắt đều không nhảy lên một cái. Những người này cùng đệ nhất thành mấy trăm vạn tu sĩ so sánh, lại tính được cái gì đâu. Mấy tức sau đó, kêu thảm tiếng rốt cục Tiêu Phàm, nghịch loạn kiếm khí cũng chậm chậm dịu xuống một chút, bất quá, cổ linh phái tu sĩ lại là một tên cũng không để lại. Nơi đó, chỉ có một mảnh nhiễm huyết thiên khung, hết sức chói mắt. Sát thần A, đoàn người hít một hơi lạnh, toàn bộ đều lần nữa bị Tiêu Phàm sát tính cho chấn kinh. Một người một kiếm chém giết mấy ngàn người, liền mí mắt đều không nháy một cái này sát tính cũng quá đáng sợ. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua một người như thế hung mãnh. Đoàn người biết rõ, những người này mặc dù không phải cổ linh phái tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối là cổ linh phái tinh anh lực lượng. Bây giờ những người này chết hết, cổ linh phái cũng cự ly xuống dốc không xa. Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ chỉ cảm giác tê cả da đầu, lạnh từ đầu đến chân, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Ai nói Tiêu Phàm không địch lại bọn họ mấy chục cái cổ thần cảnh, lấy hắn vừa mới triển lộ thực lực. Một người một kiếm đủ để. Đột nhiên, Tiêu Phàm băng lãnh con người đột nhiên chuyển hướng Huyền Thiên Kiếm Tông vị trí, giết sạch mãnh liệt, cho dù là ánh mắt, đều cho người ta một loại đau nhói cảm giác. Hiện tại đến phiên các ngươi, Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, hướng về Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ đi đến. Hắn lăng không dạo bước, vốn nên không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng trong im lặng, cái kia bước chân lại tựa như thần lôi đồng dạng khuấy động ở tất cả mọi người trong lòng. Giờ khắc này, tất cả mọi người lại không người dám khinh thường Tiêu Phàm. Một người một kiếm, hủy diệt một tông, cái này thực lực, cũng quá đáng sợ. Sát thần cơn giận, vô số sinh linh đẫm máu. Sát thần giận dữ, máu chảy thành sông, khắp nhiễm thương khung. Gia hỏa này đơn giản liền là sát nhân ma vương A. Đoàn người kinh khủng không thôi, nội tâm chỗ sâu một loại sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Nhìn thấy Tiêu Phàm lại hướng đi Huyền Thiên Kiếm Tông, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ gia hỏa này trước diệt một phái, bây giờ còn chuẩn bị hủy diệt một tông sao? Huyền Cô Kiếm song quyền nắm chặt, gần như muốn bóp ra máu, hắn đường đường nhất tông chi chủ, giờ phút này dĩ nhiên sợ hãi. Mấu chốt nhất là, hắn sợ hãi người, vẫn là một cái thế hệ trẻ tuổi tiểu tử, cái này thật không phải bình thường biệt khuất. Có thể vừa mới Tiêu Phàm hủy diệt cổ linh phái một màn,
lại làm cho hắn sợ hãi không thôi. Hắn thực lực mặc dù so sánh Chu Thiên Tú mạnh hơn, nhưng là mạnh không có bao nhiêu. Chu Thiên Tú không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị Tiêu Phàm chém giết, hắn lại có thể tốt đi nơi nào? Huyền Cô Kiếm ánh mắt chuyển hướng lên trời Vũ Thần Sơn người Lục gia, lại là nhìn thấy Lục Vô Trần cũng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, chẳng lẽ liền Lục Vô Trần đều sợ hãi Tiêu Phàm sao? Phải biết, Lục Vô Trần thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn số một số hai thiên tài a, tuyệt đối có thể đứng vào top 5 nhân vật. Hắn không biết là, Lục Vô Trần đã sớm ở trong tay Tiêu Phàm thua thiệt qua, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm như thế cường thế, hắn như thế nào không sợ đây? Lúc ấy Tiêu Phàm ở thiên thần cảnh đỉnh phong, thiếu chút nữa đem hắn giết chết, hiện tại đột phá cổ thần cảnh, Lục Vô Trần cũng không có bất luận cái gì tất thắng nắm chắc. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đã ngừng lại thân hình, lẳng lặng đứng ở cái kia. Đoàn người nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ gia hỏa này nghĩ rõ ràng, không chuẩn bị đối phó Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Cô Kiếm nhìn thấy, cũng thở dài một hơi, không tới vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn cũng không muốn cùng Tiêu Phàm giao thủ. Ta đột nhiên phát hiện, nếu như thống khoái như vậy giết ngươi, cái kia lại là tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nói ra lời này sau đó, hắn khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng cười tà. Sau đó, hắn đột nhiên lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, bên trong quang mang lấp lóe. Đám người không biết vì sao, không biết Tiêu Phàm là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn còn muốn cố ý tra tấn Huyền Cô Kiếm sao? Cũng liền ở lúc này, truyền âm ngọc phù bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, công tử, Huyền Thiên Kiếm núi, hết thảy 121.034.064 người, thần thú 21 đầu, toàn bộ chém đầu, gà chó một số, chưa từng thống kê, nhưng toàn bộ đền tội. Truyền âm ngọc phù bên trong thanh âm không lớn, nhưng toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Cái này, đoàn người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Huyền Thiên Kiếm Tông bị diệt, thật lâu, đám người bên trong có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói đều là vẻ rung động. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi. Hơn 120 vạn người a, lại bị Tiêu Phàm người toàn bộ giết chết, chó gà không tha. Cái này cần bao nhiêu thù, bao nhiêu hận a? Tiểu tử, ngươi đừng loạn tâm của ta. Huyền Cô Kiếm phẫn nộ quát. Vừa dứt lời, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một khối ngọc lệnh khuấy động, một đạo gợn sóng lượn lờ, ngay sau đó một đạo thanh âm vang lên, tông, tông chủ, ta Huyền Thiên Kiếm Tông bị diệt, a. Thanh âm kia sông tràn ngập vô tận sợ hãi, tựa như là bị người uy hiếp, bất quá nói ra lời này sau đó, liền bị người giết chết. Huyền Cô Kiếm thân thể kịch liệt run rẩy, thân thể có chút đứng không vững, thần sắc trắng bệch, hắn trợn to hai mắt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyên bản coi là Tiêu Phàm chỉ là dọa hắn mà thôi, có thể vừa mới cái kia trong ngọc lệnh thanh âm không phải giả, chính là hắn Huyền Thiên Kiếm Tông cường giả, là không thể nào lừa hắn. Đoàn người cũng chỉ cảm giác tê cả da đầu, việc này lại là thật, Tiêu Phàm thật giết Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 100 vạn người, hơn nữa chó gà không tha. Lục Vô Trần bọn họ sắc mặt cũng không tốt gì, giết tông diệt tộc sự tình bọn họ mặc dù làm qua không ít, liền là khi việc này phát sinh đang cùng bọn họ có quan hệ trên thân người lúc, bọn họ hay là khó có thể tiếp nhận. Toàn bộ Thiên Vũ vực, không nói là hắn Lục gia định đoạt, nhưng là chiếm cứ lấy 1/3 quyền nói chuyện. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ Lục gia dám đối người khác giết tông diệt tộc, có thể hiện tại, Tiêu Phàm dĩ nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy, chu diệt Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ, cái này khiến hắn khó có thể tin tưởng. Tiểu tử, người thật là ác độc tâm. Huyền Cô Kiếm run rẩy mở miệng, ngữ khí có chút khàn khàn. Thật độc ác, Tiêu Phàm cười lạnh liên tục, nghiền ngẫm cười nói, người giết ta đệ nhất thành 600 vạn người thời điểm, người có từng nghĩ tới nhẫn tâm. Vừa mới các ngươi chuẩn bị đồ diệt U Vân Phủ tu sĩ thời điểm, người có từng cảm thấy nhẫn tâm. Hiện tại việc này báo ứng ở ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông trên người, ngươi liền cảm thấy nhẫn tâm. Huyền Cô Kiếm nhất thời không biết nói gì, trước mấy ngày, hắn Huyền Thiên Kiếm Tông đem đệ nhất thành giết không chừa mảnh giáp, mấy trăm vạn người, toàn bộ đều chết thảm Huyền Thiên Kiếm Tông dưới kiếm, hắn xác thực không có nghĩ qua những cái này. Ở trong mắt hắn, cho dù toàn bộ đệ nhất thành, cũng so ra kém hắn nhi tử,
hắn muốn tiêu diệt đệ nhất thành cho hắn nhi tử báo thù. Đoàn người cũng cái này mới hiểu được, lộ ra vẻ hiểu rõ, bọn họ căn bản không biết Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt đệ nhất thành sự tình. Nếu quả thật là như thế, cái kia Tiêu Phàm đổ sát Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 100 vạn tu sĩ, so với Huyền Thiên Kiếm Tông đổ sát đệ nhất thành 6 hơn 100 vạn người, lại tính được cái gì đâu. Nếu là đổi lại bọn họ, đoán chừng khả năng liền không chỉ diệt sát Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 100 vạn người, phàm là cùng Huyền Thiên Kiếm Tông có quan hệ người, đều phải hủy diệt. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Huyền Cô Kiếm, lại đối truyền âm Ngọc Phù nói, truyền lệnh xuống dưới, phàm là họ Huyền người, cùng Huyền Cô Kiếm huyết mạch 18 đời trong vòng người, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, giết không tha. Là, truyền âm Ngọc Phù bên trong truyền đến một đạo cung kính thanh âm. Ngươi, phốc, Huyền Cô Kiếm thân thể run rẩy kịch liệt, còn không có mở miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Đoàn người cũng là con ngươi co rụt lại, Tiêu Phàm hiện tại còn không từ bỏ ý đồ, dĩ nhiên nghĩ đối Huyền Thiên Kiếm Tông đuổi tận giết tuyệt, cho dù là bên ngoài đào vong người, cũng đồng dạng không chuẩn bị buông tha. Nhưng là giờ phút này, bọn họ lại không có cảm thấy Tiêu Phàm nhẫn tâm, nếu là bọn họ sở thuộc thế lực bị người chu diệt 600 vạn người. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đến đây thì thôi. Huống chi, nếu là Tiêu Phàm không có kịp thời đến, U Vân Phủ tòa này U Vân Thiên Thành, đoán chừng chỉ ít lại muốn tử vong mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn. Đoàn người đột nhiên phát hiện, Cổ Linh phái cái kia mấy ngàn người mặc dù bị Tiêu Phàm giết, nhưng hẳn là cảm thấy may mắn, Tiêu Phàm không có đối phó Cổ Linh phái những người khác. Từ ngươi giết người một khắc kia trở đi, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Ngươi không phải ưa thích giết người à, hôm nay, ta liền cùng ngươi giết thống khoái, giết tới các ngươi sợ hãi mới thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Huyền Cô Kiếm, hắn Tiêu Phàm trước kia không phải mặc cho bài bố người, hiện tại cũng không phải, về sau càng thêm không thể nào là. Sau đó, hắn con ngươi lại lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ, lạnh giọng nói, các ngươi cũng đều nghe cho kỹ, giết ta Tiêu Phàm cũng liền bình thường, cứ tới chính là. Nhưng nếu là dám liên lụy bên cạnh ta người, ta khuyên các ngươi tốt nhất trực tiếp đem ta giết chết, nếu không ta lời, các ngươi cũng đều muốn làm tốt bị giết tông diệt tộc chuẩn bị. Tiêu Mỗ cho tới bây giờ không phải là cái gì thiện nhân, hôm nay, liền dùng Huyền Thiên Kiếm Tông một tông chi mệnh, vì đệ nhất thành chết đi 600 vạn tu sĩ lấp mệnh. Tiêu Phàm bá đạo thanh âm vang vọng tứ phương, trong giọng nói đều là ý uy hiếp, nhưng đám người lại câm như hến, không dám hồi đáp cái này sát thần. Thậm chí ngay cả cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có. Dứt lời, Tiêu Phàm lần nữa nâng lên kiếm trong tay chỉ hướng Huyền Cô Kiếm, hôm nay, hắn liền muốn đại khai sát giới, giết hắn máu nhuộm thương, giết ra hắn Tiêu Phàm khí khái. Danh con, ta muốn xé xác ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả, trấn áp ao phân vạn vạn năm. Huyền Cô Kiếm gào thét một tiếng, cuồng bạo khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, quanh thân càng là oanh vòng quanh từng tầng huyết khí. Huyền Cô Kiếm dĩ nhiên thiêu đốt huyết khí, hắn là muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng sao? Đoàn người hít một hơi lạnh, gắt gao nhìn chăm chú lên nơi xa, sợ bỏ lỡ cái gì. Huyền Cô Kiếm vốn liền là cổ thần cảnh đỉnh phong, bây giờ thiêu đốt huyết khí, khí thế tăng vọt, thần lực ba động cũng đã vô hạn tiếp cận với phong hầu cường giả. Kiến thức Tiêu Phàm thực lực, Huyền Cô Kiếm cũng không dám đối hắn có bất luận cái gì khinh thị, lại tăng thêm trong lòng lửa giận. Hắn cũng đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Huyền Thiên Kiếm Tông bị diệt, đoán chừng không có mấy trăm năm thời gian, không có khả năng đi đến hiện tại huy hoàng. Huống chi, cái khác nhị lưu thế lực cũng sẽ không mặc cho Huyền Thiên Kiếm Tông phát triển, muốn khôi phục nguyên khí, thời gian chỉ có thể càng thêm kéo dài. Huyền Cô Kiếm hiện tại chỉ muốn được ăn cả ngã về không, chỉ cần giết Tiêu Phàm, có lẽ Lục gia còn sẽ coi trọng một cái hắn, bảo vệ hắn Huyền Thiên Kiếm Tông chu toàn. Hắn tốc độ rất nhanh, cơ hồ thời gian nháy mắt, liền đi tới Tiêu Phàm trước người, Tiêu Phàm không tránh không lùi, lần nữa thi triển thần thông ngự, lần này, lại là trăm cái vòng xoáy đồng thời xuất hiện. Mấy chục cái vòng xoáy, liền có thể rảo sát Lục Kinh Long, ép Lục Kinh Long không có bất luận cái gì tính tình, hiện tại toàn lực ứng phó, khí thế nhất thời có 102. Oanh, kinh khủng sóng xung kích từ hai người vị trí quét sạch mà ra, sao, hắc sắc vòng xoáy rảo sát chi lực. Cùng đầy trời kiếm khí, lôi xé hư không, chân trời đều xuất hiện vô số tỉ mỉ liệt phùng. Nói chung, cổ thần cảnh cường giả đều khó có thể vỡ nát hư không,
nhưng hai người giờ phút này lực lượng, cũng đã ẩn ẩn tiếp cận vỡ nát hư không cấp độ. Thật mạnh, đoàn người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người lực lượng, trong lòng hơi kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cùng Huyền Cô Kiếm chiến đấu người, là một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh tiểu tử. Thì hoàng tử cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện, mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch đã không phải là đồng dạng lớn. Mặc dù không có giao thủ, nhưng thì hoàng tử biết rõ, bản thân tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm, chín phủ 13 tông, bây giờ ngươi coi là đệ nhất nhân. Thì hoàng tử trong lòng cảm thán nói, hắn không có bất luận cái gì sa sút tinh thần, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Dừng một chút, hắn lại híp híp hai mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, qua chút thời điểm, ngàn năm một lần bách sát chiến trường cũng sẽ mở ra, thiên võ thần sơn tất nhiên sẽ triệu tập thiên vũ vực anh tài tham dự, ta cũng bị tận sớm làm chuẩn bị mới được, muốn đuổi theo hắn, nhất định phải tiến vào âm linh quật. Thì hoàng tử trên mặt lóe qua một vòng ngoan tuyệt, chỉ nói là đến âm linh quật mấy chữ này lúc, trong mắt hắn vẫn như cũ có nồng đậm kiêng kỵ. Nơi xa, Tiêu Phàm cùng Huyền Cô Kiếm kịch liệt đụng vào nhau, không thể không nói, Huyền Cô Kiếm đang thiêu đốt huyết khí điều kiện tiên quyết, không phải bình thường cường đại, chỉ ít so Lục Kinh Long còn muốn cường đại một chút, không hổ là nhất tông chi chủ. Dù là Tiêu Phàm thi triển thần thông ngự, dĩ nhiên cũng chỉ có thể ngăn cản, lại chiếm cứ không được bất kỳ ưu thế nào. Dạng này mới có ý tứ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Mở ra bàn tay, Tu La kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay, nghịch loạn chi kiếm huy chạm mà ra, đầy trời kiếm khí xé rách, từ tứ phía bát phương thẳng hướng Huyền Cô Kiếm. Huyền Cô Kiếm kỳ thật cũng không có tưởng tượng thoải mái như vậy, đối mặt Tiêu Phàm cái kia trên trăm hắc sắc vòng xoáy, vẫn như cũ có một cỗ tử vong khí tức bao phủ hắn. Bây giờ Tiêu Phàm rốt cuộc lại cầm kiếm đánh tới, Huyền Cô Kiếm tức khắc bị áp chế tại hạ phong, trên người máu tươi bắn tung tóe. Còn thất thần làm cái gì, cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Huyền Cô Kiếm gầm thét không thôi, hắn một người không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hắn còn có Huyền Thiên Kiếm Tông khoảng 20 cái cổ thần cảnh A. Lần này vì hủy diệt U Vân Phủ, Huyền Thiên Kiếm Tông có thể nói là dốc toàn lực mà động, tông môn chỉ có một cái cổ thần cảnh tu sĩ tọa chấn. Đây cũng là phong lang bọn họ có thể đổ sát Huyền Thiên Kiếm Tông 100 vạn tu sĩ nguyên nhân. Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 20 cổ thần cảnh cường giả nhìn thấy, nhao nhao đạp không mà lên, không muốn sống đồng dạng phóng tới Tiêu Phàm, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, bao phủ một phương thiên địa. Nhiều người hữu dụng mà nói, vừa mới những người kia cũng liền sẽ không chết. Tiêu Phàm con người băng lãnh vô cùng, trên mặt mang theo khinh thường thiếu dung. Hơn 20 cổ thần cảnh cường giả cùng nhau đánh tới, Tiêu Phàm cũng rốt cục cảm nhận được một cỗ áp lực, nhưng hắn trong con ngươi lại lộ ra khát máu thiếu dung. Ngự, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, thúc giục thể nội hắc sắc vòng xoáy lực lượng, quanh thân trên trăm vòng xoáy lần nữa tăng vọt, nghiền ép tứ phương. Đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm thể nội hắc sắc vòng xoáy, cũng từ bắt đầu trên trăm trượng lớn nhỏ, biến thành 10 trượng lớn nhỏ, bất quá uy lực lại không có thu nhỏ. Ngược lại tăng gấp bội gấp 10 lần có thừa. Cái kia màu đen vòng xoáy, nhìn qua càng thêm cô đọng, dường như ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn vận dụng nhân thể bí cảnh lực lượng, tất cả mọi người cho ta đỉnh lấy, hắn thần lực khẳng định tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Huyền Cô Kiếm nhìn thấy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phốc phốc, vừa dứt lời, liền có 2-3 cái cổ thần cảnh cường giả bị cái kia màu đen vòng xoáy quấy đến vỡ nát, thần hồn câu diệt. Những cái kia trong huyết phụ sinh cơ cùng năng lượng, hoàn toàn bị hắc sắc vòng xoáy hấp thu, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Nếu như Huyền Cô Kiếm biết rõ, phàm là bị Tiêu Phàm giết chết người, bọn họ thần lực và huyết nhục, đều ở liên tục không ngừng bổ sung Tiêu Phàm thần lực, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tiêu hao ta thần lực, Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, đang thi triển thần thông ngự tình huống dưới, hắn thần lực còn chưa bao giờ có hoàn toàn tiêu hao. Cho dù rút ra thiên địa thần linh chi khí, cũng có thể bổ sung một chút, muốn hoàn toàn tiêu hao, không khác người si nói mộng. Phốc phốc phốc, lại có mấy cái cổ thần cảnh cường giả bị chém giết, phàm là cổ thần cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ, đụng phải hắc sắc vòng xoáy, cơ bản chẳng lẽ chết kết cục. Tông chủ, chúng ta không phải đối thủ, mau trốn. Một cái hắc bào lão giả hét lớn,
hắn máu me khắp người, cho dù hắn là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, cũng khó có thể tới gần Tiêu Phàm, lại càng không cần phải nói giết chết Tiêu Phàm. Đi mau, cái khác cổ thần cảnh uy nghiêm, nhao nhao hướng về nơi xa kích xạ mà đi, căn bản không dám có bất luận cái gì dừng lại. Người nào cũng đừng hòng đi, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, 100 hắc sắc vòng xoáy theo lấy biến lớn, nháy mắt bao phủ chu vi 10 dặm phạm vi, đối với hắn như vậy tiêu hao sẽ biến lớn, nhưng là, chỉ cần giết một người, hắn tiêu hao liền có thể nhanh chóng di bổ. Huyền Thiên Kiếm Tông người, Tiêu Phàm từ đầu bắt đầu, liền không có dự định buông tha. A, ta không cam, ngươi là sát nhân cuồng ma, ngươi đáng chết. Từng đạo kêu thảm âm thanh, oán độc xấu tiếng mắng hắc sắc vòng xoáy bên trong truyền ra, 10 cái cổ thần cảnh cường giả, hoàn toàn bị rảo sát thành xương máu, sau đó bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ luyện hóa. Một màn này, vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, Tiêu Phàm dường như giết không phải người, mà là cỏ rác. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, khắp cả người phát lạnh, bọn họ trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm, vô luận đắc tội người nào, cũng ngàn vạn không thể đắc tội Tiêu Phàm, đây quả thực chính là một sát nhân cuồng ma. Sát nhân cuồng ma sao? Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi, lộ ra khát máu cười tà, hắn sắc bén ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Huyền Cô kiếm trên người, giết nên giết người, sát nhân cuồng ma lại như thế nào? Giờ phút này Huyền Cô kiếm tóc tai bù xù, trên người áo bào phá toái không chịu nổi, nhiễm đỏ máu tươi, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Vừa mới hắn thiêu đốt huyết khí, loại này thủ đoạn cũng không phải thời gian dài có thể thi triển, tăng thêm Tiêu Phàm thực lực vốn liền không yếu, đả thương nặng hắn thân thể, hắn căn bản không có bao nhiêu huyết khí có thể thiêu đốt. Giờ phút này, hắn khí thế suy yếu đến cực điểm, giống như đợi ở cừu non đồng dạng, nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới. Toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Hắn cố nhiên sợ chết, nhưng nhiều hơn vẫn là không cam lòng cùng phẫn nộ, không có giết chết Tiêu Phàm, bản thân liền phải chết. Ngươi ngược lại là có chút khí khái. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, tử huyết sắc tu la kiếm còn tại chảy xuống máu tươi, xinh đẹp đến cực điểm, xem ở ngươi còn có chút khí khái phân thượng, ta để ngươi sống lâu 3 cái hô hấp thời gian. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm nâng lên kiếm trong tay. Bỗng nhiên lăng không chém ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.